Nay là tối bao nhiêu nhỉ? Mùng 2 tháng 1 đúng không? Bộ gì mặc cái con đẹp nhỉ, con lượm mấy bộ đẹp lắm, ăn hôm mình mặc bộ này cũng khen đẹp đẹp mà, mặc bộ này nhìn rõ đẹp luôn. Bác Tiên con để về mấy bộ kia rồi, con Tiên, vẫn để. Bác Tiên thấy mặc đẹp quá, bà gì mặc đẹp quá tháng lấy một bộ tao mặc. Nhưng có khi bà Tiên mặc không đẹp bằng gì? Không đẹp. Tại vì bà Tiên cao to. Không đẹp, bác Tiên mặc nó. Đấy, thế là bác Tiên lại bảo sao gì mặc đẹp thế, tao mặc không đẹp. Xong tôi mời bọn em xếp hết vào đây chưa? Trong kho này mãng còn ít nhất là cái gì? Còn ít nhất nha, ít nhất là cái gì mang đây chị tặng? Ít nhất là có cái gì? Mã nào nữa? Mã nào còn ít nữa? Hết rồi đúng không? Có mỗi còn mã đấy. Ra cá tàu bọn em xếp vào đâu rồi? Ra cá tàu xếp đâu? Hello, hello, hello mọi người nha. Và chia sẻ đi các chị. Chia sẻ đi, em lại vừa đưa bom đi khám nên là về hơi muộn. Giờ mới lên được cho các chị em mình luôn. Áo giày, giày vừa nãy gì vừa lên nữa các chị. Giày vừa nãy gì vừa lên. Ui dồi ôi, cái lô giày nó đẹp đẹp gọi là. Đúng thật sự luôn, nó gọi là xuất sắc luôn đi các chị. Chị nào mới vào các bác mình bấm chia sẻ lên cho em xem nào. Hóng giày thể thao của em đang. Ô thế á, chị gì lên từ tối rồi mà. Giày thể thao gì lên từ tối rồi. Bác Tạ Đi Ông này đến giờ này chưa được đôi nào á. Hỏng rồi. Giày thể thao rồi còn có mỗi được những đôi cuối cùng mà thế nào từ tối đến giờ chưa vào. Giờ nay vào mới hóng giày thể thao của em Giang. Đẹp. Sướng. Đẹp dã man luôn này. Đây là còn đây nữa đúng không? Ngoài kia còn. Cho chị áo Giang. Ui dồi, áo Giang mặc Giang chưa có lên. Giang vừa mới lên xong đấy mọi người. Giang vừa mới vào lại like nha mọi người. Mọi người chia sẻ lên à, mình chưa săn được đôi 37. Em thấy gì lên tương đối là nhiều rồi mà. Mọi người vào mọi người nhấn chia sẻ lên nha các chị. Cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần, bốn lần lên các trang hội nhóm đi. Ai chia sẻ được 10 hội nhóm vào đây comment cho em để em tặng quà. Ai chia sẻ được 10 hội nhóm, chia sẻ thành công 10 hội nhóm vào đây để em tặng quà. Giang có bốt không? Bốt bên tàu ấy bác. Bốt bên tàu nhá. Bốt bên tàu ấy. Em người ta bảo order bốt cho thì phân vân thì không order đúng không? Đến trước em chả nói rồi, bốt em chỉ có nhận order. Nhận order cho các chị em mình hai loại, một loại là 690, một loại là 1.3 triệu. Order cho bao nhiêu chị rồi. Đến giờ dừng rồi không nhận đơn bốt nữa rồi. Là chuyện nên không có hỏi bốt nha. Mấy bà thế là đã hết rồi không? Chắc hình như chắc phải còn tầm độ 200 đôi giày nữa. Còn độ 200 đôi nhưng em không có lên đâu. Em nói luôn không có lên. Bữa sau lúc nào gì có thời gian gì lên thì lên. Cho em thì thật sự luôn. Lên giày mệt lắm các chị. Vì nó là lẻ size lẻ số mình ôm được nó không có nhiều đâu. Nếu như cái đấy mà full di ra đủ di đủ size đủ số thì giá vào nó tận hơn 300.000. Đấy bán cho các chị em mình. Các chị thấy giày thể thao người ta ô cái đấy ở đâu ra gì? Nhưng mà ở đâu mà lại có được không? Chắc là đẹp nhỉ? Đẹp dã man. Mà nó có tiên đấy. Rồi à, không bánh mic em dừng hàng rồi chị ơi. Làm gì còn bánh mic. Nay nhận được áo len ướt đẹp mê ly. Em cảm ơn chị Huy Chu. Em biểu rồi. Riêng cái gì chứ áo len ướt. Có những chị còn feedback thẳng luôn.
chưa bao giờ luôn, chị phải dùng từ, chị dùng từ là chưa bao giờ chị mua được một con áo len nào đẹp như cái con áo len ướt nhà em luôn mà. Mê mẩn cho các chị em mình luôn. Áo bác Giang mặc đẹp thế á, chết dở nhỉ. Tự dưng lại có con áo này nó đẹp như thế này chứ. Kiểu kiểu điệu điệu đĩ đĩ, đẹp đẹp với các chị nhìn kiểu xinh lắm. Dáng của nó mặc kiểu nhìn rất là tiểu thư luôn cho các chị luôn. Đơn giản nhưng nhìn nó rất là sang luôn. Em còn để lại mấy cái em mặc cơ. Thích không để em bán cho. Cái này là của bà sỉ nha em đấy, của bà khách sỉ đấy. Của bà khách sỉ bà đặt 1.000-1.200 cái thì phải. Eo bà bán kinh khủng lắm, nhưng mà rú bà ấy đẹp nữa cơ, rú bà ngồn ngộn lên. Đấy, xong rồi là trắng, bà trắng lắm. Bà đặt chuyến cuối 1.200 cái. Bà bán con này 99.000 đẹp dã man luôn. Đấy, em để lại mấy cái em mặc. Đẹp cực kỳ luôn nha, các chị mê lắm. Nói chung là nhìn nó kiểu 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 nó gọi là nhìn kiểu nó quyến rũ ấy các chị. Đây có cái là mình không có ngực mấy nên mình nhìn nhưng mà vẫn khe khiếp đàng hoàng, vẫn ngon. Thôi mọi người vào mọi người chia sẻ lên giúp em nha các chị nhá. Chia sẻ lên cho em à, cho chị một cái áo chị mặc à, đã chia sẻ 10 nhóm luôn, em kiểm tra nhá. Em kiểm tra chưa có một chị nào chia sẻ được 10 hội nhóm hết. Chưa có một chị nào chia sẻ được nhiều 10 hội nhóm hết. Mới có duy nhất được chị Trần Kim Anh này chia sẻ được 3 nhóm, Nguyệt Ngô chia sẻ được 3 nhóm. Và bản thân em là em chia sẻ 2 nhóm này. Đấy, chưa có ai chia sẻ được 10 hội nhóm. Rồi, các chị chia sẻ lên 10 nhóm ấy. Toàn là 10 nhóm cấm ấy. 10 nhóm không được chia sẻ thành công ấy thì... Đấy, em bảo rồi, chia sẻ 10 hội nhóm cái là nó có trên này luôn. Nó thống kê được hết luôn nha mọi người. Đấy, mọi người vào mọi người nhấn chia sẻ lên cho em nha các chị. Tại vì kiểu các chị em mình chia sẻ lên nhưng nó không duyệt bài. Nói các chị chia sẻ lên nhưng mà nó không duyệt bài cho. Bây giờ hầu như toàn nhóm kín mà. Với cả nhóm nó toàn phải mua, nó bắt mình mua nó mới được. Thôi mọi người vào mọi người nhấn chia sẻ lên cho em nhé. Em còn ra quyết định cai mua vì nhiều. Nhưng nhìn áo chị đẹp quá lại vào hóng. Ôi dồi ôi, đừng có cai này, đừng có cai làm gì. Cái áo này có vài đồng à, vài xu thôi. Áo này có vài xu thôi. Chia sẻ rồi thả tim thả like lên cho em nào mọi người. Đã chia sẻ rồi thả tim thả like. Để em lên cho chương trình cho các chị em mình luôn này. Đâu? Còn bao nhiêu set chip em? Bao nhiêu set chip lên chip chưa? Vừa hỏi nhân viên đây là ở kho giờ có cái mã nào còn ít, không có mã nào luôn. Thì thôi lại chấp nhận, nào chị nào chưa săn được silit này vào đây tặng nhá. 69.000 10 cái quần silit cho ai chia sẻ rồi. À, Giang lại gài hội chị em. Đấy. Bác Liên này nói thế là mất hết quan điểm. Bác Liên này nói thế là làm mất hết quan điểm. Làm chị em cứ bị hoang mang. Giày tiếp phải đợi em lát đi các chị. Gì lên giày mà em nhìn thấy gì đuối quá em phải lên đấy các chị. Lên giày nó rất là mệt. Đã chia sẻ livestream rồi tặng 69.000 10 quần, đừng so sánh giá. Lên comment cho em là C69. 69.000 10 con quần silip là đúng của nó hai lớp cho các chị em mình. Lớp này lớp kháng khuẩn nhá. Đừng so sánh giá, em tặng cho bao nhiêu chị ta? 10 chị thôi đi. Cho 10 chị, mỗi chị một set này 69.000. Là 69.000 10 con quần silip đấy. Các chị vào, các chị em mình nhấn chia sẻ livestream lên giúp em trước nha các bác. 40 cân nhưng các chị em mình kể cả 57, 58 cân. 69.000 10 cái quần silip. Được chưa? Không phải 69.000 một cái mà là 69.000 10 cái. Nào bỏ cốc xuống, bỏ điện thoại này xuống cho chị em ơi. Rồi, lên comment ở đây cho em là C69. Nào để C69 lên đây cho chị luôn. Bác nào chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ. Chưa thả tim thả like các chị bấm thả tim thả like lên. Bấm thích live stream lên các chị. Bấm thích live stream lên cho em nha mọi người ơi. C69 không phải C99 đâu. C69 cho em luôn nha. Rồi C69 cho ai đây ạ? Cho chị Thúy Nga, cho chị Dung Văn, cho chị Vân Anh. Ok, Vân Anh có, cho chị Hương Giang, cho chị Nguyễn Hảo, cho chị Huệ, cho Trinh Hoàng. Để nốt cho chị thì còn bao nhiêu, cho chị Vũ Yến. C69 cho chị Chu Kiểm, để luôn là chị cho chị nhờ. Em thả cho chị Ngân Thúy 1, cho Đỗ Gia Ân 1, cho Thúy Nguyễn 1, không tiếc cái gì, Nguyễn Tìm 1, Linh Linh 1, Hải Yến 1, Dương Thương 1, Linh Linh có. Đúng là thật sự, hai chị Linh Linh, đúng là chỉ có bán tặng các bà mới lên comment kinh khủng như thế rồi đúng không? Nghi lắm nha, cho chị Nhi Phượng 1, bác Nguyễn Hải Đường 1, bác Ngát Nguyễn 1, kem dâu 1. Chia sẻ đầy đủ lên. Ôi dồi ôi, chị ơi không được 5 lố, chỉ được 1 thôi. Bác một comment 5 lố là mất lượt luôn. Cho chị Thu Nguyễn 1, Thuận Lê 1. Thuận Lê 1, em còn 2 suất cuối cùng.
thuốc ngứa còn bao nhiêu tuyếp? Thuốc ngứa còn không em? Cho chị Hoàng Nguyên một suất. Hoàng Nguyên một suất, còn một suất cho chị Hạnh Nguyễn dự bị cho Phùng Nguyên hết hàng. À đây thì em còn một đọc rồi đúng không? Hết luôn, C69 hết hàng, Hạnh Nguyễn có, Phùng Nguyên có. Hết C69 rồi, không còn nữa đâu nha các chị. Các chị vào các chị nhấn chia sẻ lên. Tiếp vào chị luôn này. Cho chị luôn quần sock tomboy còn bao nhiêu cái, nhấc nốt đây chị luôn. Bà nào em mặc rồi cứ từ từ chưa chia sẻ đừng comment. Bà nào em mặc bà chả chịu chia sẻ gì cả hết. Áo em mặc em chỉ bán tặng cho người chia sẻ livestream thôi. Bà không chia sẻ là em không có bán luôn. Kia kìa sock tomboy kia còn bao nhiêu em? Còn được bao nhiêu, còn chỉ còn S với L thôi. À S với XL đấy đúng không? Còn sock 2 cái đầu cái màu lên nữa tại S. S mình cũng. Ôi trời chết. Thế thì lại còn được bao nhiêu cái size S nữa em ơi? Chết cha rồi, S bao nhiêu? Thế chết rồi, thế thì vỡ nợ rồi. Ngoài kia còn nữa không? Chết rồi. Cái này là chết rồi. Bán rẻ thế. Ai bán lại em ơi. Ui ôi bác ơi em tặng nốt. Khổ đây gì không biết nhá các chị nhá. Còn mấy cái xe S gì tặng 54.000. Chị nào lấy các chị lên vào đây cho em là S54. Đừng so sánh giá nha các chị, này chết. 38 cân đến các chị em mình 47 cân. Đẹp kinh khủng luôn, chuẩn u mì cho các chị em mình luôn nha. Em ơi để đây chị em ơi. Hết chưa, tất tần tật rồi đúng không? Riêng con này mà các chị em mình không chốt thì tiếc luôn này. Em nói thật là mặc đẹp lắm. Mặc 4 mùa luôn, chuẩn u mì cho các chị em mình. Được chưa, đừng so sánh với cát hàn, đừng so sánh với gọi là mì neo ạ. Nha các bác, mặc cho em cả 4 mùa luôn. Chuẩn u mì mắc đâu, các chị lên cho em là S54. Hai cái các chị em mình được hai cặp khác nhau luôn nhá. Thế rồi em định xả là 58.000 mà gì lại làm phát S54 luôn rồi thì khác nào đâu, biếu các chị em mình nốt đâu. Mặc cả 4 mùa luôn, lên cho em là S54 xong các chị kèm theo số lượng lên. Giang mặc quần tất gì đó, em mặc quần tất 3D 6S đấy bác, nhưng mà hết hàng rồi. S54 cho chị Nguyễn Hằng một cái, Lê Trang một cái, em cho chị Thu Trung một cái. 54.000 38 cân đến 47 cân thoải mái. Cho chị Dương Phương có luôn một cái. Dương Phương có luôn này, lên cho em là S54 nha các chị nhá. Rồi, riêng giá này thì các chị không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Đúng à, 78-79.000 cho các chị em mình một chú. Đây tặng cho các chị em mình 54.000, bác nào mình xem được mình hoan hỉ nhá. 38 cân đến 47 cân các chị đều mặc cho em thoải mái hết luôn. Hai cái các chị được hai cạp. Cái này em nói thật. Các bác mình ở mua các chị em mình. Chị bấm thêm rồi đúng không? Bấm thêm cho nó inbox chưa? Ok, hai cái em cho chị An Mai Yến. An Mai Yến có luôn quần này, hè mua hai cái mặc thích lắm. Cảm ơn bác Nguyễn Thúy Hằng. Em bảo rồi, con này là mặc cả 4 mùa luôn, còn nguyên size S nhá. Còn nguyên size S em tặng luôn 54.000. Lên vào đấy cho em là S54 tiện lên cho các chị em mình luôn. Xong áo chị mặc còn bao nhiêu cái, góc kia đưa nốt đây chị luôn. S54 4 cái ok cho chị Nhung Hồ Phi Yến. 1 2 3 4 cái mai nhớ nhặt cho chị được xem được 4 cặp cho chị 4 cặp luôn. Ok Nhung Hồ Phi Yến. Chưa bao giờ quần sock Sóc tomboy u mì em bán cho các chị em mình cái giá 54.000 đâu. Để đây thêm mà chị em ơi. Không, lấy đâu dầm mơ với mủng nữa bác. Lấy đâu dầm mơ với mủng tầm này nữa. Một cái em cho chị Phượng Nguyễn. Phượng Nguyễn có luôn, đẹp lắm. Con này thì các chị em mình mặc cả 4 mùa. Mùa hè mà các chị mặc với áo phông với cả sơ mi sơ mủng cho em thì quá đỉnh luôn. Kể cả như em 50 cân em thích mặc vào. Đợi em chút xí em mặc cho các chị em mình thử xem luôn. Đưa chị cái bút đây chị đánh dấu luôn cho các chị nhìn luôn này. S54 ok, hai cái em cho chị Linh Nga. Hai cái cho Linh Nga đây nhá, nó chỉ còn S đây, em mặc cho các chị em mình cái size S này luôn này. Đấy, em chỉ bán tặng size S cho các chị giá này. Đây đợi em một chút xíu để em mặc mẫu nhá. Đợi em chút xíu để em mặc cho các chị em mình. Em 50 cân cơ. Nhưng em nghĩ là em mặc S sẽ không còn được đẹp, nhưng em vẫn mặc cho các chị em mình. S54 hai cái cho chị heo đất này. Ok, heo đất luôn à. Chờ em chút xíu luôn. Em mặc cho các chị em mình luôn nhá. Đợi em chút xíu nha các chị. Mặc cho các chị em mình thử xem nào. Vẫn mặc thì tức là cái này các chị mặc thì vẫn mặc được thôi, nhưng mà nó không có được đẹp. Nếu như bằng cân em các chị em mình mặc nó không có được đẹp vào đấy. Chứ còn đâu chật thì chưa có sợ chật được hàng này, vì này của em nó là chuẩn u mì. Nó là chuẩn u mì, nó co giãn vào đây các chị nhìn này. Nó sẽ hơi ôm bên dưới. Đấy, mà sóc này thì muốn các chị em mình mặc cho ống nó rộng rộng một tí nhìn nó đẹp hơn. Đấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn, quá rẻ. Cho bác Nguyễn Hải Đường có luôn một cái.
Heo đất có rồi, Linh Nga có hai rồi. Đấy, còn những chị nào mà mình chưa được nhá, các chị lên vào đấy cho em là S54. Nó bản thân em mặc đây này các chị này. Nhưng em thì em phải mặc M. Đấy, tại vì em tận 50 cân cơ. Tức là nó vẫn hàng này các chị em mình không mặc ôm như này nó không có được đẹp. Đấy, em mặc M thì nó sẽ đẹp vì em mặc M rất là nhiều lần rồi các chị. Mê cho các chị em mình luôn. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là S54. Một cái em cho chị Thuận Lê có luôn này. Ok, chị Thuận Lê này. Còn chị nào chưa được chân váy đi chị ơi, em đến em lên chân váy hộ chị cái. Em có chân váy em đến đây em lên hộ chị cái Thắm Kiều nhá. Duyên thế. Duyên thế thì chị làm gì còn phần để chị duyên theo nữa. Duyên hết phần chị rồi còn đâu nhá. S54 ba cái cho chị Ngát Nguyễn, một cái cho chị Lan Hồng, một cái cho chị Yến Linh. Ok, Yến Linh có. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em là S54. Hết chưa em ơi, còn mấy cái nữa. Thuận Lê có rồi đấy mình ơi. Mấy cái nữa em ơi, chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là S54 nhá. 54.000 cho các chị em mình mấy. 54.000 cho các chị rồi, em qua mã luôn đấy. Nó chỉ còn S cho các chị em mình thôi. Hết rồi, không còn size gì nữa đâu. Chết đấy. Chị có ở đâu? Đây. Đợi em chút xíu nha các chị. Nhặt nốt cho chị áo. Áo chị mặc đấy có bao nhiêu cái lên nốt luôn nhé. Tiếc là chả có còn hàng nữa để mà bán nốt. Còn bao nhiêu bán nốt cho các chị bấy nhiêu. Giờ này về thêm thì có vỡ mồm. Ok, S542 cái cho chị Liên Hà. Nay nhận được len ướt nhà Giang rồi, chất đẹp, ưng lắm nha, em cảm ơn chị Hạ Luyến. Nãy đến giờ vào toàn thấy khách feedback len ướt thôi. Nãy đến giờ vào toàn thấy các chị feedback len ướt. Rồi em qua má nhá, chị nào chưa được S54 các chị lên. Áo em đang mặc nó gọi là tâm hàn giữ nhiệt cho các chị em mình. Đấy, cách điệu một chút xíu cho các chị em mình luôn nha. Con này các chị em mình mặc ôm cũng đẹp. Nên các chị kể cả từ 38 cân đến 60 cân các chị còn đang bon chen được cơ. Đấy, chị nào mà mình chưa mua được con này thì các chị lên với em nói thật làm gì mua được. Em có bán lẻ con này đâu. Cái này của em là khách. Khách các bạn bán nhận 2 sóc. À, nhận 2 quần bò 155 siêu rẻ, siêu đẹp. Em cảm ơn chị Nâu Sóc nha. Áo em đang mặc chuẩn cho các chị em mình tâm hàn giữ nhiệt siêu đẹp luôn. Để đây chị luôn này. Chốt nhanh nhá. Xả cho các chị em mình. Con này em xả đầu 7 là hết. Chắc chắn xả đầu 7 hết, xả đầu 6 hết nhưng em tặng cho các chị em mình 57.000 đồng một cái. Các chị lên comment cho em là T57. 57.000 đồng. Một chiếc cho các chị em mình luôn, chốt nhanh là T57 cho em luôn nha. Eo ơi đẹp lắm. Dễ mặc, sung sướng cuộc đời. Chốt nhanh cho em là T57, em tặng nhanh 57.000. Được chưa? T57 ok, em cho chị Ngát Nguyễn có, Hoàng Nguyễn có, Hạnh Nguyễn có. Em cho chị Yến Linh có, Trang Đoàn có, Tỉnh Bùi có, Trinh Hoàng có. Trinh Hoàng có, cho chị Chu Kiểm có. Lên cho em là T57, em tặng cho 57.000. Hai cái cho Như Hoa Ngọc, một cái cho Đỗ Gia Hân, một cái cho chị Ngà Nguyễn, một cái cho Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền có luôn này. Đi cùng đơn có chị Nguyễn Huyền ạ. Cho chị Liên Hà một. Liên Hà có, Nguyễn Hiền có rồi ạ. Liên Hà rồi, cho chị Sam Đặng một. Sam Đặng có luôn này. Cho chị Nguyễn Minh Anh một. Cho chị Mai Yêu một. Cho Phượng Nguyễn một. Phượng Nguyễn có luôn này. Nguyễn Hiền có rồi mình ơi. Lên vào đấy cho em là T57 nha. Các chị Thuận Lê một cái, Ngân Thúy một cái. Thuận Lê có, Ngân Thúy có. Ô hết hàng ấy. Rồi còn chị nào chưa được, hai cái cuối cùng hết hàng. Bảo rồi không có nhiều đâu. Hai cái cuối cùng là hết hàng nha các chị nhá. Ngân Thúy có rồi mình ơi. 57.000 một chiếc cho các chị em mình. Em thề với các bác nó quá bèo bọt luôn nha các chị. Kể cả 79.000 con này cũng hết. Cho chị Linh Yến có luôn một cái. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là T57 một cái đúng không? Rồi em còn một chiếc nữa là hết này nhá xuống em ơi. Một cái cuối cùng nữa là em hết nhá các chị nhá. Chị nào chưa được ok cho chị Hương Trúc một cái hết luôn. Hương Trúc có luôn hết luôn T57 rồi. Cho chị luôn cái mã. Cho chị luôn con tay dài màu hồng góc kia ra đây cho chị luôn em ơi. Lên cho các chị em mình tính tay dài nào. Những cái dòng này sao mà mặc nó sướng thế nhở. Những cái dài này mặc, những cái dòng này mặc sướng dã man luôn. Đợi em chút nha các chị. Đợi em một chút xíu. Này là phải để lại rồi. Hôm trước để lại hai cái màu kia rồi, hôm nay lại để cho con cái bờm của con đây. Ui dồi ôi.
đơn giản mà nó đẹp dã man luôn đấy các chị. Con này em nói thật, các chị mặc với cái gì cũng đẹp, kể cả các chị em mình mặc với cả quần tomboy ấy. Các chị mặc với cả quần tomboy đẹp lắm luôn. Đấy, mê cho các chị em mình luôn nhá. Cái này tâm hàn giữ nhiệt tay dài. Các chị vào nhanh em bán tặng cho các chị em mình luôn, 89 tặng cho các chị em mình. Có lê gì Lê Minh Thư ơi. À, kẹo collagen để là ở trên Ba Vì, collagen không có dưới này đâu. Nhá, collagen không có dưới này. Lên vào đây cho em là T59. Em cho các chị em mình luôn 59.000 đồng một cái. 39, 40 đến các chị em mình, mà kể cả 60 cân các chị vẫn đang mặc được. Hàng này thì các bác mình mặc càng ôm càng ấm thôi, không vấn đề gì cả đâu. Đấy, còn đẹp đẹp thì 40 cân đến các chị em mình độ 57, 58 cân cho em thôi. Em tặng luôn 59.000 nhá. T59, cái này là tâm hàn giữ nhiệt không bao giờ sợ sù. T59 cho chị Nguyễn Xuân có, Phương Út có, Tỉnh Bùi có, cho chị Ngát Nguyễn có, Thúy Nga có, Thúy Nga có, cho chị Liên Hà có, cho chị Cao Phượng có. Em chào chị Lê Hồng ở Như Hoa Ngọc có luôn này. Như Hoa Ngọc có, lên cho em là T59. Cho chị Nâu Sóc có luôn một cái. Hồng nhẹ nhàng dễ mix đồ, siêu đẹp cho các chị. Cho chị Phượng Nguyễn có một cái, cho chị Phạm Liễu một cái, chị Nguyễn Thìn một cái, chị Sam Đặng một cái, chị Bống Bang một cái, Nguyễn Hằng có luôn một cái, Liên Hà có một cái, Nam Vân một cái, Nam Vân một, ok, bác Nguyễn Hải Đường một cái, bác Hàng Gia Dụng một cái. Hai cái cho bác Hạ Luyến. Để lên chị em ơi, hai cái bác Hạ Luyến có luôn này. Hai cái cho chị Hồng Hiếu Vũ Nguyễn. Hồng Hiếu Vũ Nguyễn có hai cái. S54 cho Thuận Lưu là quần sóc tomboy. T59 cho chị Thảo Phương một cái, 59.000. Cho chị Lan Phạm một cái, cho chị Thân Mai Hương một cái. Chuẩn luôn, tâm hàn giữ nhiệt bác ơi. Rồi một cái em cho chị Thuận Lưu có luôn này. Thêm cái nữa cho chị Ngát Nguyễn này. Thêm cái nữa cho chị Ngát Nguyễn, một cái cho Ngân Thúy này. Chị nào chưa được lên nhanh vào đấy cho em, dễ mặc lắm. Ở ngoài nó còn đẹp hơn cả trên like. Cho chị Sinh Hoàng có luôn một cái. Sinh Hoàng có luôn một cái. Chị nào mình chưa được mình lên cho em là T59 nhau ơi. Thề luôn ấy. Các chị mua về một xem mặc kiểu nó nhẹ nhàng mà nó sang cực. Đúng kiểu áo nhà giàu luôn. Các chị cho chị Trần Thị Mỹ Bình một cái. Chị nào chưa được các chị lên cho em là T59. Tâm hàn giữ nhiệt, sang gấp vạn lần những con áo thường, áo giữ nhiệt thường. Chứ không phải như cái áo giữ nhiệt các chị mua ba mấy, bốn mấy, năm mấy nghìn đâu. Đấy, chị T59 cho chị Lan Hồng một cái. Chị gái nào chưa được các chị lên comment là T59 cho em luôn nhá. T59 còn đâu, em đây nữa thôi đúng không? Sang cực, kể cả các chị em mình thích sơ vin đóng thùng cho em được luôn. Đấy, chưa, chị nào mình thích sơ vin đóng thùng cũng được. Nhưng mà em nghĩ chẳng cần sơ vin đóng thùng thì cứ thế các chị em mình thả xuông cho em. Nó xinh như thế này rồi còn cái gì nữa các chị. T59 em cho chị Nguyễn Minh Anh một cái. Nguyễn Minh Anh có luôn T59. T59 em cho chị Hằng Lê một cái. Còn những cái cuối cùng chị nào chưa chốt được các chị lên cho em là T59. Tiếc nhở. Cái này bác nào đã mua của em 89.000 là lại vào lại so sánh đấy. Nhưng mà thôi, hoan hỉ cho nhau đi các chị. Đúng không ạ? 89.000 em bán em kiếm vài nghìn tiền lời. Bây giờ cuối năm, năm hết Tết đến rồi, em tặng nốt cho chị nào xem được live stream 59.000. T59 em cho chị Hana Hoa một cái, cho chị Hân Vũ một cái. Đấy, chị nào chưa được các chị lên T59 để em qua mã nhá. Hết cho em ơi, còn mỗi đây nữa thôi là hết đúng không? Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là T59. Mà được cái con này các chị mặc với cái gì nó cũng đẹp. Chân váy đẹp, quần bò, quần biếc các thứ cho em đều đẹp. Hay mặc với quần tomboy cho em để hết nước chấm. Ok, cho chị An Mai Yến một cái. Giày thể thao đợi em lát lên thêm cho. Em mọi người vào mọi người chia sẻ để em lên thêm giày thể thao cho. Nhớ. Rồi còn chị nào mình chưa được T59 nữa không lên nốt cho em là T59. Cho chị Trang Huyền một cái. Áo len nơ là áo len gì? Mình ôi em chịu đấy. Em không biết áo len nơ nhà em đó là cái mã gì luôn. Vì nhà em nhiều mã có nơ lắm. Trang Huyền có rồi. Những chị nào chưa được các chị lên cho em là T59. Em thích từ cái cổ của nó. Nó vừa phải. Mình mặc nó không ok cho chị Hoàng Hương một cái. Nó không có cảm giác cổ mình bị rụt. Mà nó cũng không bị quá thấp. Vẫn đủ cho các chị em mình ấm cái họng chỗ này. Đúng ạ. Đẹp cực kỳ luôn. Cho chị Lý Chi có luôn một cái. 59.000 đồng. Về quay máy giặt tẹt ga không bao giờ biết xù là gì luôn. Sướng. Đây cho các chị em mình nhìn luôn để các chị có lên len nam được. Em lát em lên cho. Len nam khoác nam chờ em chút xíu các chị nhìn này. Chứ em không điêu các chị đã nói là chuẩn cho các chị em mình. Tâm hàn là tâm hàn. Đấy, tâm hàn giữ nhiệt là tâm hàn giữ nhiệt. Các chị nhìn cho em luôn này. Được chưa? Mê cho các chị em mình chưa? Các bác nhìn cho em. Nó mịn, mịn tinh đi luôn ấy. Tức là kể cả bụi bặm cũng không mịn được bằng con này luôn. Nó mặn lắm, mịn lắm, sờ sướng cực. Cho chị Hương Trúc một, chị Hồng Lê một. Hương Trúc có, Hồng Lê có. Khoác len cao cấp 260. Úi dồi ôi bác ơi, thế thì không theo dõi fanpage à? Em tặng 255.000 ở bài đăng ấy. Mà đã thế 255 em còn miễn ship luôn cơ ở trong bài đăng ấy. Vẫn còn đúng không gì?
T59 cho Hoa Pi một cái, Hoa Ngô một cái, cho chị Lê Thủy một cái nhá. Chắc là chị hỏi con này đúng không? Em dọn kho còn sót, em dọn kho còn sót, chị em mình chị có thể vào bài đăng chị comment đi. Đây này, chắc là bác hỏi con này đúng không? Em dọn kho còn đâu mấy chục cái, em tặng nốt luôn là 255 còn miễn ship luôn. Hôm trước em thanh lý 260.000, em còn sót kho cái em cho luôn 255.000, miễn ship vào cái bài đăng đấy mà comment. Để cho nhân viên các bạn chốt cho T59 em cho chị Thúy Nguyễn một cái. Chị nào chưa được T59 các chị lên nốt đi những cái T59 cuối cùng cho các chị luôn này. Được chưa? 2, 4, 6, 7 cái T59 nữa là em hết hàng. Ok, cho chị Thúy Vi một cái còn 6. Thúy Vi một cái còn 620 cái. Em còn có 6 cái nữa là hết rồi. Đấy. Tại vì màu hồng em cứ thích cái màu hồng này kiểu nó xinh ấy. Thế là em đặt nhiều quá, giờ còn ít cho nốt luôn cho các chị em mình luôn này. Rồi, còn chị nào chưa được T59 nữa các chị lên nốt để em qua mã nhá. Đẹp. Mê mẩn cho các chị em mình luôn. Chị nào chưa được các chị lên nốt cho em là T59 còn 6 cái cuối cùng nhá. 6 cái cuối cùng cho các chị em mình. Cho chị áo khoác đen bài đăng 330 có biết. Đọc kỹ bài đi chị ơi, đọc kỹ bài đăng đi. T59 em cho chị Kim Phạm một cái. Ok chị Kim Phạm, em đăng bài nào em đều đăng rất là rõ ràng đấy bác. Em đăng rất là rõ ràng cho các chị em mình luôn. Qua mã luôn cho các chị luôn này. Còn bao nhiêu gói hướng dương em? Hướng dương còn bao gói? Mọi người vào thả tim thả like nha các chị. Thả tim thả like cho em nha. Chả biết còn bao nhiêu gói hướng dương nữa để em lên nốt cho mọi người. Áo sát nách gen tối qua em mặc á còn đấy. Để lát nữa cho các bạn đi kiểm tra em lên cho. Rồi đợi em chút xíu này. Ngắm tiếp cho các chị em mình luôn nhá. Đây em này các chị em nào mà mình mới vào. Nốt cho các chị em mình luôn. Còn bao nhiêu cái này? Con này chị qua lấy nhé. Ok chị Ngà Nguyễn. Con này em sẽ nhận đơn trong vòng 1 phút. Bằng này chắc là 1 phút, nhưng hôm nay chắc phải 1 phút mới hết. Nếu như bình thường mà em này thì hôm trước cho các chị em mình 1 phút em bán hết cả 100 cái cơ. 1 phút em bán hết cả 100 cái mà còn không miễn ship cơ. Đây em tặng nốt 137 miễn ship nhá. Các chị lên không em ơi? Lên comment vào đây cho em là GT137. Các chị lên nhanh vào đây cho em luôn ạ. Nhặt kỹ đi xem còn đâu nữa, còn bao nhiêu cái nữa lên nốt luôn. Các chị comment cho em là GT137. Đấy, 39, 40 đến các chị em mình 62 cân. Nhặt hết luôn nha. Các chị chốt nhanh vào đây cho em, chuẩn chỉ hàng Quảng Châu cho các bác mình luôn này. Cổ kiếp đây các chị nhìn này, 137.000. Miễn ship cho các chị em mình luôn, chị nào nhận cũng giật mình thẳng thốt vì cái chất len đẹp. Đấy, lên nhanh vào đây cho em là GT137. Còn có cục cho các chị em mình với mấy cái lẻ lẻ nữa cho các chị em mình nữa là hết luôn. Comment rõ vào đây cho em là GT137 cho em luôn nha các chị. Cẩn thận cái em kia chả rơi lôi hết cả cái bóng điện vào đấy nữa luôn. Comment vào đấy cho em luôn nhá. GT137 137.000 cho các chị em mình luôn ạ. GT137 em cho chị Mai Ly một cái, Hằng Lê một cái. 137.000 là còn được miễn ship luôn rồi. Đúng ạ, các chị em mình không so sánh mà. Ô Giang ơi, chị mua 138.000, em thanh lý 138.000, chị lấy cả 5 cái, 6 cái, không miễn ship. Đúng ạ. Đây có duy nhất màu này em tặng nốt 137.000 miễn ship cho các chị em mình. Là các chị lên comment vào đấy cho em là GT137 cho em luôn nhá. 137.000. Chia sẻ livestream cho em lần 2 lần lên được miễn ship, không mất tiền ship nữa cho các bác luôn. Đấy, con này nó là len cao cấp cho các chị em mình. Ok, cho chị Yên Bình có luôn một cái. Yên Bình có luôn một cái. Lên rõ giúp em là GT137 cho em luôn nhá. Chuẩn chỉ hàng Quảng Châu. Rẻ hơn cho các chị em mình cả giá nhập vào hàng xưởng rồi. Đúng không ạ? Cái gì thì cái chứ 137.000 miễn ship thì không mua được ở đâu cho các chị em. Áo em mặc là T59 hay sao ấy, đúng không? T59. Áo em mặc là tâm hàn giữ nhiệt. Mã của nó là T59 GT37 cho chị Trần Hương một cái. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là GT37 nhá. 37.000 đồng cho các chị em mình. T59 cho chị Trần Hương luôn áo chị mặc. GT37 chị nào chưa được nữa các chị lên nốt cho em là GT37. À GT137. GT137. Đấy là giá tặng 137.000 cho các chị em mình miễn ship luôn. Đấy để em qua luôn nha các chị. Chị nào chưa được các chị lên nốt nha. Quá đẹp luôn nha các chị. Đấy nơ đá các chị em mình thích để. Cho chị Linh Linh có luôn một cái GT137. Chị gái nào chưa được các chị lên nốt GT137 qua mã luôn này. Qua mã cho các chị em mình luôn này. Cho chị nốt cái con len ướt cao cấp luôn đi.
À hay đưa chị cái con thêu con bò chỗ này nữa, còn bao nhiêu cái đưa nốt cho gọn luôn. Chắc xếp hết vào đây rồi chứ làm gì còn bên kia nữa đúng không? Len ướt là tất thật. Đây 59 nha chị Nguyễn Kim Tuyến, một cái áo chị đang mặc. Ok chị luôn này. Khách giả đơn rồi đừng có lên comment nhé, không đến lúc em đọc tên lên lại ngạ. Chị nào chưa được nữa các chị lên vào đấy cho em GT137. GT137 làm tí len ướt cho các chị em mình luôn này. Khách vào feedback từ nãy đến giờ bao nhiêu chị feedback len ướt luôn. T59 cho chị Nguyễn Thị Thùy Trang, áo chị đang mặc là còn mấy cái nhỉ? 3 cái hay 2 cái? 2 cái. Còn có 2 cái. Áo em đang mặc là T59 nhá. Còn có 2 chiếc cuối cùng chị nào lấy các chị lên nốt đi. Tâm Hàn giữ nhiệt lên nốt cho em là T59 là hết hàng. Xinh, dễ mặc, dễ mix đồ cho các chị em mình. Đấy, chị nào chưa được lên comment cho em là T59. 59.000 cho các chị em mình luôn nha. Chị nào chưa chia sẻ, các chị em mình vào, các chị nhấn chia sẻ. T59 cho chị Sáng Tuấn một cái, ghi cho chị Dương Phương một cái. Hết luôn T59. Ok, các chị cho chị Trang Đoàn một cái T59 là em hết hàng. Rồi em hết luôn T59 nha mọi người, hết mất T59 rồi. Không còn T59 nữa luôn các chị. Đợi em chút xíu để em mặc cho các chị em mình. Cho chị luôn con màu vàng ấy, còn mấy cái cộc à? Em phải cộc hay là dài đấy cho chị? Ơi dài, thôi đấy, thôi đi. Cho chị luôn cho chị con len thổ đây. Chị mặc con len thổ xíu lắm. Chờ em chút nha các tình yêu. Đợi em chút xíu nào. À, Huyền Anh ơi, inox build ra chốt chưa em? Inox build ra đi để chị vào xem nào, còn khách nào comment để inox build ra chốt luôn cho các chị luôn cho gọn. Đợi em một chút xíu nha mọi người. À, GT137 cho chị Uyên Nhi Đoàn. Ok chị Uyên Nhi Đoàn này. À, hết T59 rồi nha các chị, không còn T59 nữa đâu các bác. Hết T59 rồi các bác ơi. Các bác vào, các bác phải cho em lượt chia sẻ lên. Làm tí động lực để có lên thêm giày á. Để chị mấy ở đâu cho chị có mã giày nào, một mã một size nó có mấy đôi không? Mang đây chị nào. Inox build ra đi Huyền Anh ơi. Inox ra chốt xong xong lại đếm lại cho chị nha. Chả hình như là chuẩn bị hết luôn đấy. Báo lên luôn Huyền Anh inox nhé. Chị vừa mới bấm tạo đơn nốt rồi. Cho các chị em mình luôn này. Mã này còn bao nhiêu cái. Làm tí chơi tí cho vui cho các chị em mình. Hết T59 rồi, không còn T59 nữa đâu chị gái ơi. Len ướt ạ. 40 cân đến 65 cân cho em luôn này. Len ướt cho các chị em mình hàng Quảng Châu. Em này nhá, nay chị nào mình xem được livestream áo 278 em đang hình như vẫn đang còn, chị cứ vào chị comment đi, còn là nhân viên chốt. Em tặng cho các chị em mình nốt tối nay này. Chắc chắn hôm nay nữa là không còn. 126.000 đồng một cái. Chuẩn cho các chị em mình len ướt cho các chị em mình hàng Quảng Châu luôn. Hàng độc quyền luôn các chị, không có ai có nhá. Không phải hàng loại 2 loại 3 cắm sạc máy chủ cho con với gì. Comment vào đây cho em luôn là T126. 126.000 cho con cái ấy, con cắm sạc cho. 126 cho các chị em mình luôn ạ. Lên nhanh giúp em là T126 để đấy cho con như thế nhá. Đẹp lắm. Nói thật luôn với các chị em mình, các chị mua con len ướt này về các chị mặc với cái gì cũng đẹp. Được chưa? Quần bò, quần legging hay là quần các loại quần cho em mặc chân váy, em mặc với quần sock tomboy cũng đẹp luôn. T126 em chốt nhanh này. Ok cho chị Linh Nga một cái. Cho chị Trang Lương một cái. Ui dồi ôi, không so sánh giá mình ơi. Không so sánh giá. Cho chị Nguyễn Thị Phi một cái. Áo này chị nhận được rồi, đẹp phê mà. Em cảm ơn chị Lê Thị Thúy. Cảm ơn bác Lê Thị Thúy nhiều nhá. Lên comment em cho chị Thúy Nguyễn một cái. Nguyễn Mỹ Anh. Nguyễn Mỹ Anh đuôi 599 nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Thúy Nguyễn có, cho chị Vân Anh có luôn một cái. Em đang mặc hôm nay nhật quá mịn. Cảm ơn Thắm Nguyễn nhá. Để lên cho con nhé. Ok cho chị Sang Tuấn một cái. Cho chị Linh Linh một cái. Cho chị Lan Phạm một cái. Nay cũng nhận một em này chất đẹp ưng cái bụng. Em cảm ơn chị Hạ Luyến ạ. Cho chị heo đất một cái. Còn chị nào chưa được nữa không ạ? Lên nốt cho em là T126. Xem còn nữa không gì.
Chắc có khi là hết. Còn không? Hôm nay chị nào mà lấy là các chị em mình lên luôn chả hết. Để cho con cục của em chuẩn chỉ cho các chị hàng Quảng Châu luôn. Em cho chị Hằng Lê một cái. Hằng Lê có luôn một cái. Đừng comment số điện thoại trên này chị ơi, em nhắc rồi. Địa chỉ số điện thoại nhắn tin và tin nhắn. Chị gì kia, chị Nguyễn Mỹ Hạnh có hiểu từ nhắn tin là như nào không chị? Sao lại đi com cái địa chỉ, comment cả cái địa chỉ của mình trên này. Ok, cho chị Nguyễn Xuân một cái. T126 cho Út Hồng một cái. Mua cái này về đừng giật mình nhá. Nói thật, 100% khách mua cái này về, nếu như khách mới nhà em là các chị sẽ giật mình. Có những chị mà còn vào hẳn comment luôn. Chưa bao giờ chị mua hàng online mua được một con áo len chất đẹp như thế này luôn. Mà giá rẻ được cái chất đẹp. Cho chị Lê Thảo một cái. Cho chị Yến Linh một cái. Lê Thảo có, Yến Linh có, hết chưa? Hết chưa em ơi? Đấy, chị nào chưa được các chị lên cho em. Áo em mặc chờ em chút nha mình ơi. Cái này các chị lên cho em là T126 là len ướt cho các chị em mình luôn. Đẹp lắm, 40-65 cân. Xuất sắc luôn. Sờ chất của nó gọi là sướng. Cầm cho em vào tay cái thôi là chắc nịch luôn. À, em nhận được hàng đẹp lắm. Cảm ơn Hà Hằng nhá. Cảm ơn Hà Hằng nhiều nha mình ơi. Chị nào mà mình chưa được nữa. Nhà mình còn, em hết kéo rồi, em không còn kéo đâu chị. Chị nào chưa được các chị lên là T126. Áo em mặc là len thổ chuẩn loại 140 cân đến kể cả 70 cân cho em vẫn đang bon chen được. Hàng Quảng Châu cho các chị em mình. Bác nào mình lấy con len thổ này các chị lên cho em là T123. Em cho luôn 123.000 một chiếc cho các chị em mình luôn ạ. Kể cả các bác mình thích mặc đôi mặc điếc với nhau đều đẹp luôn. Đấy, lên cho em là T123 cho em luôn nha các chị nhá. 123.000 một cái chuẩn cho các chị. Chuẩn cho các chị em mình hàng Quảng Châu chứ em không bán hàng xưởng đâu. Giá này thì chắc rẻ hơn hàng xưởng nhiều. 123.000 ạ. T123 em cho chị Thanh Thanh một cái. Chị Giang ơi, em hỏi còn áo phao còn đầy em ơi mà chưa có lên được luôn. Chưa bao giờ nhận hàng nhà Giang mà thất vọng cả. Em cảm ơn bác Nâu Sóc nhá. Cho chị Liên Hà một cái. Đấy, lên comment cho chị Trần Lâm An một cái. Lên cho em là T123 chị Nguyễn Thu một cái. Nguyễn Thu có luôn một chiếc này. Đấy, hàng form dáng cho Liên Hà có rồi bác ơi. Mình mặc vào nó phải lên form lên chứ, nó phải xinh như thế này. Chứ không phải là hàng bo bo kiểu gọi là nhìn kiểu mặc lên nó chén chén giống như kiểu hàng xưởng đâu các chị. Rồi T123 cho chị Đoàn Hoàng một cái. Chị nào chưa được các chị lên là T123, 123.000 một chiếc. Len ướt này là mã 126, T126. Còn len thổ em đang mặc là T123 nha các chị nhá. Đấy, comment rõ vào đấy cho em luôn nha. Lên rõ vào đấy cho em luôn các chị. Nghiện hàng nhà Giang hôm nay vừa nhận 5 áo của nhà Giang ưng hết nấc. Em cảm ơn chị Út Hồng ạ. À. Cho Linh Linh có T123. Chị nào chưa được các chị lên cho em là T123 đâu cho chị một mã giày đâu em ơi. Mã nào size nào được mấy đâu, size gì đấy. Đây đây, để đây chị luôn này. Cho các chị em mình này. T126 cho chị Đoàn Hoàng có luôn. Ok chị Đoàn Hoàng này. T126 là các chị nhanh tay nhá. Áo len ướt nhà chị Giang này đẹp dã man. Không có con gái lớn, tiếc quá lại mua hai cái về cho con trai mặc. Đó. Đẹp lắm em bảo, chị nào T123 cho chị Dung Nguyễn, chị nào mua. Em cảm ơn chị người mang tâm sự nhé, chị nào mua về các chị cũng khen luôn. Này em còn ít, em tổng kết nốt cho các chị là 126.000. Chị nào chưa được các chị lên nốt là T126. T123 cho chị Hà Hằng. 123 là len thổ em đang mặc. Còn T126 là len ướt nhá. Len ướt em còn mấy cái. Nào mỗi chị một đôi giày ạ. Mỗi chị một đôi giày thể thao. Đôi này thì đẹp quá luôn. Ui em ơi. Ui đôi này để chị trừ luôn một chị, một đôi cho chị luôn nha. Ui dồi ôi các chị. Quá đỉnh cho các chị em mình pha ra. Đẹp xuất sắc cho các chị em mình luôn. T126 cho chị Đoàn Thủy. Xé cái cục dưới đấy luôn đi. T126 cho chị Đoàn Thủy. Ui các chị ơi. Chị luôn. Con giày thể thao này có từ gì để chê không? Em nói thật với các chị, đôi giày T126 cho chị Hà Xuân len ướt ấy. Nào các chị, theo các chị thì em này thì chê, có chê điểm gì không? Có tận, có tới tận 5 cái len ướt nhà Giang rồi, lẽ nào lại mua thêm bác Nâu Sóc? 5 cái là mặc đủ rồi. 5 cái bác mặc cho em có mặc cả 5-7 năm không học. Đúng thật sự luôn đây các chị nhìn này. Ôi. Làm đôi giày thể thao này size 37 nhá. 37 thì kể cả, ví dụ như chân em bình thường em đi dép cao 36 là giày thể thao em hay đi 37 này. Để ví dụ như đề phòng nhiều khi mình còn đi tất loại giày nữa. Đúng không ạ? Không phải lúc nào mình cũng đi tất mỏng được. Nếu như nó rộng tí các chị em mình có thể buộc chặt bên trên tí là được. Cho các chị em mình luôn nha. Bán như cho các chị luôn này. G mấy rồi em ơi? G21. Lên nhanh cho em là mã G21. Giá cho các chị em mình bao tiền ạ? 210.000. Miễn ship cho các chị em mình luôn. 200 luôn đi. Không cần 210, 200.000 luôn, miễn ship luôn. T126 chị Trần Thị Mỹ Bình len ướt kìa.
Lên cho em là G21 kèm giá 200.000, em miễn ship luôn cho các chị. Ôi, nó đẹp. Đi cho em cả 4 mùa các chị ơi. Không cần kèm size, mặc định G21 nó sẽ là size 37 rồi. Đấy, chị em nào mình đi mình chốt nhanh luôn là G21 kèm giá 200.000, miễn ship cho các chị em mình luôn. Trời ơi, một đôi giày này chả có cái điểm gì để mà trừ hay là điểm này điểm gì để chê nó luôn. G21 200.000 miễn ship. Em cho chị thân Mai Hương một đôi. Mình ơi, hôm nay đơn ship cốt giả bằng chị Nguyễn Minh Anh. G21 các chị kèm giá lên cho em nhá. Kèm giá lên vào của chị Liên Trịnh, kèm giá vào chị Liên Trịnh một đôi. Lên rõ là G21 xong kèm giá cho em 200.000 lên. Miễn ship cho các chị em mình luôn. Chị thân Mai Hương có rồi chị. Đẹp. Giày thể thao nhà em đi, các chị em đi bền lắm. Đừng comment số điện thoại trên này, bà Hà Nguyễn. Kiểm tra tin nhắn Hà Nguyễn đôi 745 luôn. Nếu như khách mới cho cọc không cọc cho luôn, chuyển nhượng sang cho người khác luôn. Lên cho em là G21 nhau, con này mà đi vào cho các chị em mình thì đúng thật sự với các chị. Cho chị Liên Trịnh có rồi, chị ơi đẹp nhở. Ui các chị ơi, G21. Xong các chị kèm giá lên 200.000 em miễn ship cho các chị em mình luôn. Em định để là 210 thật sự với các chị em mình luôn. Nhưng nó có mấy đôi em tặng luôn cho các chị em mình, 200 miễn ship cho các chị luôn. Mấy đôi nữa, 3 đôi đúng không? Chị nào chưa được các chị lên comment vào đây. T126 là len ướt đây này chị này. Còn áo em mặc là T123G21 cho chị Trần Kim Yến. Ok chị Trần Kim Yến, áo em mặc là T123. Đấy, hoặc lên luôn là 123 cho em là được. Còn 126 là len ướt nhá chị nhá. 126 là len ướt này, G21 cho chị Nhung Nguyễn, thêm giá chị Nhung Nguyễn. Kèm giá. Đã mua 5 áo len ướt rồi, đang chờ một cái tiếp vì thất lạc đơn 25 tháng 12 bác Nguyễn Hải Đường. Chị Nhung Hồ Phi Yến có luôn G21 là hết hàng hay sao? Vâng. Là hết luôn đúng không? G21 hết hàng rồi. Chị ơi, không có tài khoản thì cứ đi đơn thanh toán sau. Thúy Lê, không có tài khoản mà nhân viên đã cho cọc là phải cọc nhá. Thúy Lê khách mới đang cho cọc à? Săn được 3 đôi giày nhà Giang đẹp hết nấc luôn, em cảm ơn chị Thúy Quách. Rồi còn chị nào mình lấy T126, các chị lên comment là T126. Có khách đã từng bom hàng rồi vẫn vào comment kìa. Em mà lại điên lên một hồi là em chửi cho mẹ sấp mặt lờ luôn nha. Ý thức tốt lên. Rồi ôi, 2023 rồi. Sống mực đàn bà đàn con gái mà sống mà không có ý thức nha. Không có phước có phần được đâu, em nói thật. Sống mà vô trách nhiệm kể cả từ những cái việc nhỏ nhất. Mình không phải là thánh đúng không các chị, không phải thánh hiền để mà không mắc lỗi. Nhưng những con người mà sống vô trách nhiệm ấy, vô ý thức ấy, không bao giờ gặp may mắn được đâu. Em nói thật. Len ướt này còn bao nhiêu cái này em ơi? Chỗ đấy là còn mấy cái? Đây là còn 5 cái. 7 cái tất cả len ướt T126 cho chị Ánh Sao Buồn là còn 6. 6 cái len ướt tức là hết luôn nhá. Phao nam giờ này không còn phao nam nữa đâu. À, gió nam chứ. Bác lấy 160 thì là mã gió nam chứ đúng không? Gió nam xịn chứ. Còn chị nào chưa được T126 các chị lên nốt nhá. 40 cân đến 65 cân em còn 6 cái cuối cùng là em hết hàng. Cho chị luôn cardigan đây em ơi. Cardigan này các chị lên nhanh là 178 kèm theo nâu với cả trắng. Hai màu nâu trắng nhá. Tiếc quá cái này hôm trước bao nhiêu. T126 em cho chị hàng triệu. Ok chị hàng triệu T126. Để nốt cho chị T126 lên đây để kiểm soát nốt luôn. Ở đây có hai cái này thôi này. Hai cái cho các chị em mình nữa này. Hai cái đây, 4 cái còn lại đúng 5 cái len ướt này. Mã này nữa là hết nhá. T126 em chỉ có duy nhất mã này em kỷ niệm là 126.000 thôi. Chị nào chưa chốt được các chị lên vào đấy cho em là T126. Ok cho chị cu đơ thư viện một cái. Đấy là còn 4 chiếc. 4 cái T126 nữa. Cho chị Tô Huệ một cái là còn 3. Tô Huệ một cái còn 3. Cho chị Minh Hoa một cái là còn 2. Được chưa? 2 chiếc cuối cùng là hết. Không cần phải nghĩ luôn. Riêng len ướt nhà em Giang, các chị em mình có thể hỏi xem ai mặc len ướt, ai mua len ướt nhà Giang rồi. Ok chị Nguyễn Thị Ái Vân một cái là còn 1. Còn cái cuối cùng, dạ vâng, ok bác cu đơ thư viện chuyển khoản. Cho chị Vang Thùy một cái hết hàng. Hết luôn má T126 không còn. Rồi em lên nốt cho các chị em mình cardigan lông thỏ 178.000. Lên là 178 luôn các chị em mình kèm màu. Màu nâu với cả màu trắng. Vang Thùy có T126. Trắng còn có 5 cái, còn đâu còn độ 10 cái màu nâu. Đến 10 cái màu nâu không? Đến đấy đúng không? Cái này chỉ tiếc là hôm trước bao nhiêu chị săn không được. Cuối cùng dọn kho lại lòi ra. Chứ giờ này đừng bảo em nhập thêm về nữa, em không có nhập. Dự bị T126 chị Trần Kim Yến nhá. Trần Kim Yến vào bấm dự bị đưa các chị nhìn cho em luôn này. Cardigan chuẩn lông thỏ bên trong này. Mặt trong một lớp lông thỏ, mặt ngoài cũng lông thỏ luôn các chị. Mướt kinh khủng luôn. 178 không các chị kèm màu nhá. 178. T59 làm gì còn đâu đúng không? Có rồi bác cu đơ thư viện, có rồi bác ơi. T59 em không còn đâu. T59 là tâm hàn giữ nhiệt là em hết rồi. Tâm hàn giữ nhiệt hồng là em hết rồi. Phao đầy kho chưa lên được cho các chị em mình kia. Đấy, phao của em ngày nào cũng đang có khách đến để đóng.
các bạn đi về các bạn đi bán Tết. Cái này các chị lên là 178 nhé, 178 thôi. Các chị em mình kèm màu, màu nâu với cả màu trắng. Đây là cardigan dáng vừa cho các chị. Đấy, 38, 39 nên các chị em mình dưới 65 cân các chị mặc ok hết luôn này. 178 màu trắng em cho chị đặng nhài. Chị nào mà lấy trắng là các chị phải thật sự nhanh tay nhá, vì trắng em còn có mấy cái đưa chị luôn. Gió nam chị lên cho các chị luôn này. Em lên cho các bác mình một mã gió nam nhá. Gió nam thì các chị tranh thủ các chị chốt trả hết hàng rồi. 4 size XL là từ độ 50, 178 màu nâu cho chị Nguyễn Hoa. 50 đến 58 cân mặc XL, 59 đến 66 cân mặc 2XL, từ 66 đến 73 cân mặc 3XL, trên 73 đến 85 cân mặc 4XL. 160.000 một cái, 178 màu nâu cho Trang Lương, 178 màu trắng cho chị sen đá. Chị nào lấy 178 các chị lên 178 kèm màu. Em Giang ơi, từ giờ đến Tết còn like ở Ba Vì nữa không? Dạ không chị ơi. Chị còn muốn lấy sản phẩm gì không? Đang có nhân viên đóng đơn trên Ba Vì đấy. Chiều nay em like xong em về, còn đâu em để lại cho hai nhân viên ở trên đấy đóng đơn. Thì bác có lấy sản phẩm gì không? Em cho nhân viên comment, comment đi, em cho nhân viên đóng trên đấy cho. Hoặc tí nữa em đăng tút cho. Cái này các chị lên là 160 kèm size, không có còn phao nam phao nữ gì đâu. 8 năm bán hàng rồi. Duy nhất cái mã gió nam này em thấy cái lớp lót trong của nó đẹp đến như thế này luôn. Chuẩn hàng của em có tem bạc. Đấy, 390.000 bán tặng đây là 160 nhá. 160.000 các chị lên là 160 kèm size. Hàng mà thêu gáy chỉ có nhập qua công ty. Mà các chị biết nhập qua công ty 390 một cái. Đây em bán tặng cho các chị 160 luôn. Nói thật luôn nó không bị mất thuế. Nói luôn nó không bị mất thuế mới có giá này cho các chị. Chị nào lấy các chị lên comment vào đấy cho em là 160 cho các bác mình kèm size nhá. 160.000 kèm size, 178 màu trắng cho Lê Thị Thảo kia. 178 màu trắng cho chị Tỉnh Bùi kìa. Hết trắng chưa? Em còn một cái trắng. 160 size 2XL cho chị Mai Ly này. Giang ơi cho chị xem lại giày 39, làm gì có giày nào 39. Em có lên mã nào đôi nào 39 đâu. Em lên duy nhất một mã size 37 chị ạ. Lên duy nhất một mã size 37 xem này này. Khách này bom hàng rồi vẫn vào comment. Nhắc như thế rồi mà như kiểu vẫn không biết ý ấy nhỉ. Ok, size 2XL cho chị Thúy Nga. 2XL cho Thúy Nga nữa, 2 Thúy Nga luôn. Hai Thúy Nga đều lấy size 2XL. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em nhé. 160 4X em cho chị Nguyễn Huệ. 160.000 một cái. Chị nào chưa chốt được các chị em mình lên nốt vào đấy cho em luôn. Cardigan màu trắng còn có một chiếc thôi nhá. Chị nào mà lấy màu trắng lên là 178 trắng. Còn đâu là em còn màu nâu, nâu còn được bao nhiêu cái nữa em ơi. 178 thôi các chị em mình kèm với cả màu luôn cho em này. Màu nâu và màu trắng, đây là cardigan lông thỏ. Khách nhận được hàng về sờ giật mình thẳng thớt. Chả hiểu sao có hơn 100.000, chưa đầy 200.000 mà đẹp như này. Giang bán tận 280 cơ. Giang xả 178.000. Đấy, màu nâu với cả màu trắng. Chị nào chưa được các chị lên comment này. Em ơi cho chị một con tâm hàn giữ nhiệt cơ. Cho chị con tay dài màu ghi cái này. 178 màu trắng các chị Nguyễn Thị Ái Vân là hết hàng này em ơi. Ok, chị Nguyễn Thị Ái Vân khoác nam là 160 kèm size chị ơi. XL, 2XL, 3XL và 4XL cuốn chip em lên rồi. Có cái này là ô dài tay hay cọc nhỉ, tôi chết rồi. Tại còn dài tay chữ nổi là hàng 110 à. Ôi giời ơi. Cái này các chị chốt nhanh, các chị lên vào đây cho em luôn là mã T66. T62 đi, 62.000. Có mỗi bằng này thôi đúng không? T62 cho em luôn à. 62.000 đồng cho các chị em mình tâm hàn giữ nhiệt nhá. Đây là chữ nổi ạ. Chữ nổi cho các chị 38, 39 đấy, các chị em mình 60 cân muốn bon chen vẫn được cho em luôn đấy. Comment vào đây cho em luôn là T62. 62.000 cho các chị em mình chữ nổi luôn nhá, tay dài này. Đấy, chị nào mà chưa chốt được các chị lên comment. Để đây con gì ơi. Comment nhanh cho em là T62 vì nó có ít nên em chả mặc vào nữa. Có được có mấy chục cái hả? Để lên cho chị. T62 các chị chốt nhanh ạ. Ok, chị Liên Trịnh có, chị Thân Mai Hương có, chị Thảo Phương có luôn này. Cho Hoa Ngô một cái, Thúy Vi một cái. Làm gì có T59, đừng lên T59 nữa chị ơi. Cho chị Hà Hằng một cái. Vitamin 2 lọ à. Chốt cho chị hai collagen và gen với một vitamin Vita của chị Hoa Anh Đào cho chúng đóng đơn luôn. Hai cái cho chị Đoàn Thủy luôn này. Để T62 đi cho chị em ơi. 160 size 4XL cho chị Thanh Thanh nhỉ. Ok, chị T62 cho chị Thúy Nguyễn một cái. T62 cho chị Huy Hương một cái. Cho chị Yến Linh một cái. Cho chị Thơm Trần một cái. Thơm Trần có luôn này. Hết T62 chưa còn đây rồi đúng không? Chị nào chưa được các chị lên cho em là T62. Thêm cái nữa cho chị Thân Mai Hương này. Mua về mới thấy là ui biết thế này phải mua vài cái. Chị Sinh Hoàng một cái. Sướng lắm, không bao giờ sợ xù xì gì luôn nha các chị nhá. Nó là tâm hàn giữ nhiệt cho chị Nguyễn Thị Khánh, Nguyên Thị Khánh Ngọc một cái. Bác nào chưa được nữa các bác cho Phùng Thị Nhiên một cái. Chị nào chưa được các chị lên nốt cho em là T62. 62.000 đồng này em ơi, nhắc xuống em ơi. Ok, Phùng Thị Nhiên có, cho chị Út Hằng có luôn một cái. Út Hằng có luôn một cái. Chị nào chưa được nữa lên nốt là T62 nhá.
62.160 xe 4XL cho chị Diệu Gia Long. Ok chị, hai cái T62 cho chị Hòa Hà, ba cái là cho chị Như Hoa là vừa hết luôn. Ok chị, cardigan ở bàn này chị lên cho em là 178 nâu. Lên rõ cho em là 178 nâu. Còn mấy cái bác Như Hoa có 3 chiếc rồi. Đúng rồi, con giữ nhiệt vừa xong là tay dài. Chưa lên được mã quần bò nào chị. Cái này các chị em mình dung dịch vệ sinh ở line này. Trên kia là không còn dung dịch vệ sinh đâu. Line này còn mấy lọ dung dịch vệ sinh, lát em lên sau cho mọi người. Trên ba vì là em hết luôn cả dung dịch. Cái này các chị lên là 178 màu nâu, cardigan lông thỏ. Còn mấy cái em ơi đếm luôn cho chị đi, cho gọn hết luôn. 7 cái cuối cùng là hết nhá. 160 áo nam này nhá, XL là từ 50 đến 5 tầm khoảng 58, 2XL từ 59 đến 65, 66, 3XL từ 66 đến 73, 4XL từ độ trên 73 đến 85 cân. 4 size cho các chị em mình lên là 160 kèm size, 178 màu nâu em cho chị Bình An. Áo chị mặc màu gì ạ? Là cái gì? Áo em mặc còn duy nhất một màu này, mã là T123. Vâng, collagen là 250. Cái này lên cho em là T123, là 123.000 áo len thổ em đang mặc. Vừa mới vào lại thấy bà này có tóc mới thì phải đâu chị ơi. Không có tóc mới mà em bờm, em vừa mới gội xong nó rơi rớt tóc xuống đấy. Chứ em làm gì có tiền tóc mới đâu bác Duyên Hà ơi. Bác Duyên Hà vào ủng hộ em đơn để em lấy tiền em đi làm tóc mới nào. Rồi, collagen dạng kẹo hay dạng bột? Kẹo luôn chị ơi. Collagen dạng kẹo luôn, mới toanh cho các chị em mình, em mới dùng hai lọ và em trải nghiệm rồi sướng. Cái đấy các chị mua là 8.000 một viên, một hộp của em là 60 viên mà em bán cho các chị em mình. T123 cho chị Diệu Gia Long. Diệu Gia Long có luôn nhưng collagen không có ở kho này. Collagen em để trên ba vì. 160 size 2XL cho chị Hà Xuân. Ok chị Hà Xuân luôn này. 160 size 3XL cho chị Đoàn Thủy. Ok chị Đoàn Thủy, chị nào lấy lên 160 kèm size nhá. XL, 2XL, 3XL và 4XL. Gió nam cho các chị nào, em ơi cho chị tiếp một mã. Cái màu đấy là dài tay hay cộc tay? Cho chị luôn cái màu xanh bơ chỗ kia, chị luôn đi xanh ngọc đấy. Đây giống như cái mã chị để đây đúng không? Chị để lại chị mặc đây đúng không? Cái này các chị vào các chị chia sẻ livestream nha. Còn giày đấy mình, các bác vào các bác mình chia sẻ. Em còn để lại tận 3 cái này để em mặc cơ các chị. 38 cân đến 60 cân tăm màn giữ nhiệt cho em luôn nhé. Em tặng cho các chị em mình cái này, các chị lên comment cho em luôn này. Mã cho em luôn nhé, đừng so sánh giá. Lộc 57. Em tặng luôn 57.000 đồng một cái. Các chị lên rõ vào đây cho em là lộc 57. Vâng. Được chưa? Lên vào đây cho em là lộc 57. Ôi dồi ôi, nó lại còn cái màu xanh bơ bơ, xanh đẹp lắm luôn đấy các chị. Em tặng 57.000 một cái. Đừng tị nhau, đừng so sánh giá. 57.000. Cái này các chị mua về mặc chỉ có sướng cho em nữa thôi. Lộc 57 cho chị Huy Hương 1, Nga Phùng 1, cho chị Thúy Nga 1, cho Thơm Trần 1. Thơm Trần có luôn, cho chị Mạnh Phan 1, cho chị Liên Trịnh 1, cho Út Hằng 1. Lên rõ em giúp em là lộc 57. Chị Nâu Sóc 1 cái, Hoa Ngô 1 cái. Hoa Ngô có, cho chị Cỏ Đậu Phộng 1, cho chị Đoàn Thủy 1. Đoàn Thủy có, cho chị Phạm Hằng 1, Hồng Hiếu Vũ Nguyễn 1, cho chị Lê Thảo 1, cho chị Sinh Hoàng 1, cho chị Hoàng Hương có luôn 1. Hoàng Hương có 1, cho chị Má Lún 1, cho chị Nguyên Thị Khánh Ngọc 1. Cardigan đỏ mình vào cho em bài đăng mình comment nhé chị nhé. Cho Đỗ Gia Hân 1 cái, 2 cái cho chị Như Hoa, 1 cái cho chị Diệu Gia Long, 1 cái cho chị Mây Phúc, 2 cái cho Linh Tu Ti ạ. Ui bác Hoa Anh Đào ơi, chốt đi, chốt lẹ. Đấy, bác vừa lên đơn mỹ phẩm đang có nhân viên đóng chốt cho các chị em mình luôn. Chị nào chưa được lên cho em là lộc 57. Được chưa? 57.000 đồng cho các chị. Ôi dồi ôi. Con này em định mặc từ đầu like nhưng mà lúc này em về em lại cầm lên. Em cầm lên để mặc những con này, nó dễ mặc, nó dễ chịu cực kỳ các chị. Mà các chị mặc vào cái nó nhẹ nhàng nhưng nó ấm luôn à. Vì nó là tâm hàn giữ nhiệt mà được cái không bao giờ sợ xù luôn. Em thích cái điều của con này là mặc lên nhìn nó rất là sang. Cực kỳ sang luôn. Ok, chị Mây Phúc đã có rồi. Chị nào chưa được lọc 57 các chị lên. Em ơi em lên em lấy cho chị cái lọ collagen của chị ở trên tầng 3 nhá. Trong cái túi chiều nay chị vừa mới cầm cái lọ dạng hết ủ tóc rồi. Hai cái cho chị Lý Thị Thái ở trên kệ rượu ấy. Trong cái túi mà nó có cả túi mặt nạ ấy. Đấy. Rồi chị ơi, cardigan 185 hết lâu rồi làm gì còn nữa. Chị không còn nữa đâu, không bao giờ có nữa luôn. 185 chắc là bác định hỏi cái con, con mà có hai cái chân của nó chỗ này đúng không? Em tặng nốt. Rồi lộc 57 cho chị Uyên Nhi Đoàn một cái, hai cái cho chị Bình An. Ok chị Bình An hai cái. Chị nào chưa được lộc 57 lên nốt. Chị Lý Thị Thái có hai rồi, cho chị Phương Út một cái, cho con nốt cục này, như cục này chưa lên rồi này. Cục này là chưa lên. Rồi chị Lý Thị Thái có hai rồi, chị nào chưa được các chị lên nốt là lộc 57. Thế thôi, 57.000 đồng con này nhá.
Em nói thật luôn, mua về mà em, các chị em mình quay máy giặt cho em thoải mái luôn. Chị nào chưa được các chị lên và lấy cho em lọc 57. Con này là ở ngoài không còn đâu, chỉ còn trong này thôi đúng không em? Vâng. 57.000 đồng cho các chị em mình luôn. Màu của nó, các chị nhìn trên like nó ra màu gì, nó không phải màu ghi đâu nhá. Nó gần như cái màu bơ bơ ấy, gần như cái màu sinh tố bơ. Ok, cho chị Hương Ngọc Lan một cái. Nên mua con này mặc các chị ạ, nhẹ nhàng, đẹp. Áo em đang mặc là 123. Con cardigan, con trên bàn này là mã 178 nâu. 178 nâu cho em luôn ạ. Đấy, cardigan dáng vừa nhá. Chị nào lấy các chị lên là 178 màu nâu, màu nâu cardigan lông thỏ. Chị nào chưa được các chị em mình lên comment qua mã luôn. Qua mã nhá, lọc 57 chị nào chưa được. Hai cái cho bác Ngát Nguyễn, đẹp lắm bác Ngát Nguyễn ơi. Hai cái cho bác Ngát Nguyễn có luôn này. Mà được cái hàng này thì thật sự luôn nó không có sợ xù. Các chị cứ mặc thoải mái đi thôi. Mặc triền miên cho em thôi. Cá có sợ xù xiếc các thứ gì. Mà giá này thì quá bèo bọt cho các chị em mình rồi, em bán 89 nữa. Em tặng đây 57.000 cho chị Hòa Hoàng có luôn một cái. Hòa Hoàng có luôn này. Ở Nhật mà ngày nào cũng xem like không cưỡng lại được bác Lý Thị Thái. Cố gắng bên đấy giữ gìn sức khỏe, kiếm được thật nhiều tiền nha bác ơi. Thi thoảng ghé ủng hộ em Giang. Rồi chị nào chưa được các chị lên comment này em ơi. Lộc 57 hai cái ok em cho chị Loan Nguyễn. Loan Nguyễn có luôn hai cái này. Chị nào chưa được nữa không các chị lên comment luôn nhá. Một cái em cho chị Nguyễn Loan. Loan Nguyễn 2 còn Nguyễn Loan 1. Chị nào chưa được nữa các chị lên. Collagen hồi chiều em like là ở trên ba vì. Thế thì để em đăng một cái tút luôn nhá. Có nên đăng cái tút không? Đăng cái tút cho các chị em mình chốt nốt. Thêm một cái lộc 57 cho chị Như Hoa. Cardigan màu nâu Hạnh Nguyễn đuôi 787. Nhắn cho em địa chỉ thoại và tin nhắn. Đi vào sửa thành 178 màu nâu. Áo em mặc là 123. Lên là T123 chuẩn cho các chị em mình. Gọi là len thổ hàng Quảng Châu luôn. Bác nào lấy mình lên là T123. Chị nào chưa được nữa các chị lên nốt lộc 57 cho chị Tô Huệ một cái. Ok bác Tô Huệ này. T123 cho chị Mạnh Phan một cái len thổ. Len thổ của em đây các chị nhìn form dáng rồi các bác mình biết. Dạ vâng ok chị Thanh Thanh báo chị chuyển khoản. Các chị nhìn cho em cái dáng rồi các chị em mình biết là chuẩn hàng Quảng Châu. Chuẩn len thổ hàng Quảng Châu chứ em đã bảo rồi. Không phải giờ này em đi nhập cái hàng xưởng với em bán cho các chị đâu. Mất chất nói thẳng. Chuẩn hàng Quảng Châu là hàng Quảng Châu luôn cho các chị. Đấy chị nào mà mình chưa chốt được mình lên comment. Các chị đi với giày thể thao T123 hai cái cho chị Anh Duyên. T123 một cái cho chị Phạm Hằng. Một cái cho chị Hương Giang BN. Đấy chị nào lấy T123 các chị lên không. T123 bọn em ôm hết bên kho về chưa. Lên thổ ấy. Ôm hết rồi ạ. Ôm hết sạch rồi còn bằng này tôi lấy hết đúng không dạ. Lên Nam chờ em lên Nam cho. Chờ em lát em lên Nam cho các chị vào. Chị khó cho em xin 1-2 lượt chia sẻ. Bảo mấy các bạn đi chốt xong thống kê ơi. Cô có mặt lạ đâu. Có tâm đêm. Không phải tâm đêm thôi. Thế thì còn một cái túi nữa, thế thì chị cầm lên trên. Ơ, không mà nhở. Thế là ở đâu nhở? À, cốp xe. Ra bật cốp xe anh. Cốp xe, à đây là chị cầm lên trên chưa nhở? Chưa. Cốp xe. T123 cho chị Bình An một cái, chị Nguyễn Loan một cái. Chị nào chưa được T123, các chị lên vào đấy cho em là T123. Chị Hóng năm nay là chưa mua được. Gút ghi Nam á là cái gì nhỉ? Không có len Nam sai đại đâu. Không có len Nam sai đại luôn các chị. T123 cho chị Hoàng Hương một cái. Em Giang ơi còn quần để chị hai cái. Tự dưng bác vào bác hỏi em còn quần thì bác hỏi quần nào. Bác hỏi quần gì. Nào chuẩn bị cho chị một mã quần bò. À cho chị trong lúc phân size quần bò đưa chị một em lên một mã len Nam cho mọi người nhá. Lên một mã len Nam cho mọi người này. Lên con này luôn đi. Em cứ lấy quần bò xếp quần bò ra cho chị luôn. Em lên cho các chị chuẩn chỉ hàng Quảng Châu cho các bác mình luôn này. Len Nam cho các chị em mình luôn nhá. Bác nào mà mình chưa chốt được len Nam này thì các chị phải chốt nhanh. Vì của em chuẩn chỉ hàng Quảng Châu luôn. 48 cân đến 65, 50 cân đi con này 48 cân mặc rộng. 50 cân đến 67 cân, 68 cân cho em vẫn mặc được này. Mã cho em là VIP 1, 140, VIP 1. VIP 1 kèm giá 138 luôn đi. VIP 1 em cho 138.000. 50 cân đến 68 cân cho em luôn nha các chị đẹp lắm. Các chị thấy đi đâu cũng chồng em cũng toàn mặc con len Nam này thôi. Đi đâu ông cũng mặc. Ơ thế thì chị để đâu nhỉ? Em nhắn tin lên hỏi anh. Bảo cái túi mà chiều nay chị cầm về trên kia collagen này mặt nạ của chị. Chị cầm về để chị dùng mà lấy. Chị có tay chị để lên trên cốp xe mà này. Sao lại không có được? Hay là tầng 4 nhỉ? Ai như tầng 4 rồi. Tầng 4 là chỗ cái kệ tivi thì phải.
VIP 1 kèm giá 138, em cho chị Trần Lâm An 1, cho chị Thu Hương 1, chị Loan Nguyễn 1, chị Mai Nguyễn 1. Kèm giá lên cho em mình ơi. VIP 1 kèm giá 138, 50 cân đến 68 cân cho em luôn. Nhìn kỹ nha em nhá. Có cái là hơi nặng đấy, chất của con này hầu như là người ok cho chị Nhai Đoàn một cái. Người ta bán like, người ta không muốn bán hàng ngày đâu. Giá vào cao. Đây em còn bao nhiêu em bán nốt rồi cho chị Anh Duyên một cái. Dạ ok chị Mai Nguyễn rồi. VIP 1. VIP 1 xong mới kèm giá cho chị Nguyễn Lan Hương một cái. 50 cân đến 68 cân cho em ạ. Ôi giời đẹp thế nhỉ. Trời ơi các chị ơi. VIP 1 em cho chị Nguyễn Hằng một cái. Em cho chị Hiên Hiên Phạm một cái. Lên rõ là VIP 1 xong mới kèm giá 138 bên cạnh cho em. 138.000 cho các chị em mình luôn. Ok cho bác Lê Thủy một cái. Bác Lê Thủy có luôn này. Cho bác Như Hoa một cái, bác Thơm Trần một cái. 65 cân mặc đẹp như trong tranh không cần nghĩ ngợi. Có sai đại không? Không có, không có. Cái này 50 đến 68 cân cho em thôi. Cho chị Bạch Tuyết một cái. Bạch Tuyết có luôn này. Chị nào mình chưa được VIP 1 mình lên là VIP 1 kèm giá. Cho chị Hoàng Hương một cái. 138.000 cho các chị. Cho chị Vang Thùy một cái, chị Mây Phúc một cái. Vang Thùy có, Mây Phúc có. Mua cái này về lần sau thế nào cũng vào hỏi Lê Nam nhà em tiếp. Hai cái em cho chị Nguyễn Trang. 123 cho chị Hiên Yên Phạm là lên tổ. VIP 1 cho chị Lại Ban một cái. Lại Ban có luôn VIP 1 này. Chồng em đang ốm, vừa uống tiếp phi xong ngủ mất rồi. Chứ không thì em cho ông ấy mặc cái này cho các chị ngắm là mê mẩn luôn. Chị ơi 1m7 không sợ ngắn, ngắn làm sao được. Cho chị Thuận Lưu một cái. Chồng em 1m71, 1m72 vẫn mặc được. Thêm một cái cho chị Như Hoa đấy, đúng rồi đấy. Đây đúng rồi đây, các chị nhìn cho em này. Em phải mang về để em dùng đây này. VIP 1 vào của chị Yến Linh, thêm số 1 lên. Chị comment 138 được chưa. Đây collagen nha các chị nhá. Collagen cho các chị em mình đây này. Collagen chiều nay em bán. VIP 1 cho chị Hương Trúc một cái. Hương Trúc có luôn. Cái này các chị em mình ở trên kho Ba Vì chả biết còn bao nhiêu. Thật sự luôn cái này em mua là 390, săn sale là 390. VIP 1 cho chị Lại Lan. Đẹp nhỉ mà không có vừa. Đấy các chị nhìn này, cái này là đá tách béo, không có sợ béo. Dùng được cho em liên tục luôn nhá. Cái này cho các chị em mình là bổ sung collagen ạ. Collagen thì các chị em mình biết công dụng của nó rồi còn gì. Đẹp da, giúp da căng bóng ạ, trắng da. Là trợ giúp da các chị em mình nó chống lão hóa. Đấy, chống da các chị em mình nó bị nó căng da, nó sẽ không bị nhăn nheo chảy xệ. Siêu đỉnh cho các chị em mình luôn. Thêm một cái 123 nữa chị Anh Duyên ok chị. Collagen các chị em mình ở đây nhưng không chốt được ở đây nhá. Giờ comment cái là sẽ có nhân viên chốt luôn. Sẽ có nhân viên chốt luôn và đóng đơn sáng mai đi đơn từ trên Ba Vì luôn. Lên mã cho em là da đẹp 250. Em khẳng định luôn hàng này em bán giá này không có một người nào có. Đừng so sánh với pha ke. Em bán 250.000 nếu như không phải hàng chuẩn em đền cho các chị 1 tỷ. Em nói thẳng luôn. Lên rõ cho em là da đẹp 250 được miễn ship. Đấy nhưng sẽ đóng đơn từ Ba Vì. À, một cái VIP 1 hôm trước bác đẹp lắm. À, cái VIP 1 hôm trước bác nhận đẹp lắm mà 147 đúng rồi bác ơi. Da đẹp 250 gì ghi cho con cho chị Hoa Ngô. Cái này các chị phải chốt nhanh luôn nhá. Cái này là cái là ghi, cái là tí nữa là sẽ có người chốt luôn và đóng đơn cho các chị từ Ba Vì luôn cho các chị em mình luôn. Nói tiện cho các chị em mình thôi. Một ngày các chị em mình nếu như các chị em mình chỉ cần dùng để cho da các chị em mình nó có đủ độ mướt, độ ẩm, nó căng da. Được chưa? Nó mềm da, nó có độ đàn hồi thì các chị chỉ một ngày các chị chỉ nhai 2 viên thôi. Còn nếu đang cho bé Ti uống được, một ngày các chị chỉ nhai cho em 2 viên. Còn nếu như da các chị có sạm nám, có tàn nhang, có chân chim đồi mồi thì một ngày các chị nhai cho em 3 viên ạ. Nhá các chị nhá. Một hộp của nó là 60 viên. Đấy chị nào mình lấy mình lên là da đẹp 250 vào đấy cho em. Đừng lên là hộp collagen mà lên cho em là da đẹp 250. Em phải mang về để dùng đây này. Mặt nạ nữa đây này. Da đẹp 250 với cả không còn viên đặt phụ khoa đâu. Cho chị Phạm Thủy một hộp, cho chị Thu Trung một hộp. Không còn viên đặt phụ khoa. VIP 1 60 cân, cao 1m7. Ui bác Lại Lan ơi, thế thì y như chồng em. Thế thì mặc y như chồng em luôn, đẹp, quá đẹp luôn. Đấy chị nào mà lấy Lê Nam các chị lên vào đấy cho em là VIP 1 nhá. VIP 1 kèm giá 138 hay là 148, 138 đúng không? Phải 138 không? 138, VIP 1 là kèm giá 138, 50 cân đến 60, 7, 68 cân cho em đều mặc ok luôn. Đẹp cực kỳ cho các chị hàng body mặc mê luôn. Đấy chị nào chưa được nhá, chuẩn chỉ hàng Quảng Châu ạ. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em là VIP 1 kèm giá 138. Em qua mã luôn cho các chị em mình luôn này. Thế cho các chị em mình thôi. Lên ướt, em vừa nãy vừa lên một mã hết luôn, lên lấy chị một cốc nước ấm. Vui chấm cái chị khách đã xả đơn rồi lên kìa. Da đẹp cho chị Nguyễn Thị Nguyện kìa. Bé nhà tớ 8 tháng được. Ôi thoải mái, bác Hoàng Hạnh ơi đang cho con Ti, bác cho bác nhai cái này cho em thoải mái. VIP 1 cho chị Thu Nguyễn. VIP 1 cho chị Ụt Đen.
Ụt đen có luôn hai hộp da đẹp cho chị Hạnh Nguyễn. Ok chị Hạnh Nguyễn là hai hộp. Ok chị Hạnh. VIP 1 em cho chị Minh Hoa. Ok chị Minh Hoa này. Các chị em mình, em nói thật luôn, con này các chị em mình đem cho các bác mình nhìn luôn này. Da đẹp cho chị Băng Băng này. Quá nhiều người feedback luôn. Các chị em mình mua cái này, các chị em mình yên tâm hoàn toàn luôn cho em luôn các chị. Em mua 390.000. Cho các chị em mình nhìn feedback luôn các bác nhá, nhìn cho em luôn này. Em phải tham khảo lắm rồi mà cái này thì nó không có feedback, feedback ảo được. Đây các chị nhìn này. 390 cơ, người ta bán không biết bao nhiêu rồi đây các chị nhìn đây này. Đấy, các chị nhìn cho em mà hoàn toàn là đánh giá 5 sao. Trước em mua một hộp 450, sau em mua một hộp là 390. Xong sau đây em bán cho các chị em mình thì em bán cho các chị em mình cái giá 250 được hỗ trợ miễn ship. Các chị nhìn feedback này, một sự lựa chọn sáng suốt cho chị em phụ nữ này, mình khuyên chân thành và thật lòng luôn. Đấy các chị nhìn, mua hai lần hàm lượng collagen cao, sáng dậy da cứ mướt mượt mượt luôn. Nói sản phẩm này các chị nhìn cho em này, ngọt này, dễ ăn này. Đấy, các dòng của Happy Vitamin này các chị em mình không bao giờ làm các bác thất vọng này. Này tiếp các chị này, dùng nửa năm rồi này. Ai chưa dùng mình khuyên chân thành nên mua ngay. Dùng không làm chị em thất vọng đâu. Ăn tiện không cần phải uống collagen nữa. Ngày 2-3 viên là ok. Mình đã dùng thật sự rất ok. Phụ nữ chúng mình nên dùng này. Không dùng phí thanh xuân này. Đấy các chị thấy không? Được chưa? Đây này, shop tư vấn nhiệt tình, được bà chị cùng cơ quan giới thiệu, trước cũng bị sạm nám nhiều mà thấy uống da sáng hẳn lên nên đầu tư uống xem sao. Đấy các chị em mình nha, nghe quảng cáo mà thấy sợ nên không dám dùng, nhưng khi tìm hiểu kỹ đã quyết định mua và sử dụng xem, kết quả không ngờ vượt mọi tưởng tượng, sử dụng rất ok. Em nói thật luôn là các chị em mình, cái con collagen này các chị nên thử. Vì nếu như không thì uống cũng được, nhưng nếu như các chị dùng những cái loại nước uống ấy thì nó cách rách, nhiều khi các chị hay quên, các chị không uống được đều đặn. Da đẹp chị cho chị Hồng Ân có luôn này. Da đẹp cho chị Hoàng Hạnh có luôn kìa. Hồng Ân này, Hoàng Hạnh này. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Hết thuốc ngứa rồi sao chị, thuốc ngứa không thấy còn. VIP 1 là lên nam rồi, em qua mã đây ạ. Đấy là tiện cho các chị em mình. Cho chị Hiên Đỗ một da đẹp, chị Lê Trang một da đẹp. Hiên Đỗ, Lê Trang này, Ngọc 6 này. Da đẹp là em sẽ cho nhân viên chốt luôn, vì không gộp được vào với cái này đâu. Nhân viên đóng đơn, nó là collagen chị ơi. Cho nhân viên đóng đơn từ trên ba vì cho các chị em mình. Chiều nay em lên các chị trả vào mà chốt thì buồn ghê cơ. Chị ơi, chị nhai như kẹo dẻo ấy mà, mình nhai như kẹo dẻo ấy. Cho chị Loan Hoàng 1 kìa. Chị Nguyễn Vân 1 kìa. Loan Hoàng thì cứ ghi tạm vào đấy, không tí nữa gì gõ thôi. Nguyễn Vân này, Trần Hiền không giấu này, của chị Hồng Ân thì cộng thêm một vitamin lên. Hồng Ân vớt vừa mới viết bên trên, cộng một vitamin. Đấy, còn chị nào như chả biết trên ba vì liệu còn không, để em gọi cho Huyền nữa. Em gọi cho nhân viên nữa, các chị đang cho nhân viên đóng đơn trên ba vì mà. Áo em mặc là mã 123 chị ơi, 123.000. À, đếm cho bác xem là trên đấy còn bao nhiêu lọ collagen. Đóng xong đơn chưa? Đếm luôn xem mà còn bao nhiêu collagen nhá, xong cô bắn đơn lên mà đóng nốt nha. Cả ngày hôm nay mạng cứ bị giật. Ui chị ơi, mạng nó bị giật bao nhiêu hôm nay rồi á. Vitamin cho bé còn một hộp. Chị Hạnh Nguyễn vừa nãy xem có đơn không? Hạnh Nguyễn này. Có Hạnh Nguyễn ai ra đi. Đúng rồi chị đấy đấy, cộng luôn cả một vitamin bé. Rồi em dừng nhận đây các chị ơi. Thôi thôi dừng nhận đơn collagen nhá. Dừng nhận đơn collagen luôn các chị em, dừng nhận đơn nha. Dừng nhận đơn collagen, tiếp tục quần áo cho các chị em mình. Quà cho các chị em mình luôn này. Áo em mặc chị nào lấy các chị lên là T123. Dừng nhận đơn collagen, không nhận đơn collagen nữa đâu ạ. Tạm thời dừng nhận đơn. Lát nữa đóng xong rồi nếu như còn, sáng mai em sẽ đăng tút cho nhân viên chốt nốt cho các chị em mình. Cho chị... còn mã nào cộng hết nốt cho chị, cái con tam hàng được hai màu, màu nâu với màu xanh. Mã này ai chốt được là sướng luôn.
Không nhận, em không nhận đơn collagen nữa đâu mình ơi. Em không nhận collagen nữa đâu nhá các chị nhá. Không nhận đơn collagen nữa đâu ạ. Cái đấy là chia sẻ bí quyết để các chị em mình cùng được đẹp thôi. Cái này còn được hai màu cho các chị em mình mặc. Ui dồi ôi, đẹp thế. Ôi dồi ôi. 38, 39 cân đến dưới 60 cân mặc cho em thì hết hồn luôn các chị. Ôi màu này đẹp dã man luôn này. Có hai màu nâu xanh các chị chốt nhanh nhá. Má này các chị lên. Ui dồi ôi. Comment luôn vào đây cho em luôn là má T55 kèm màu xanh với cả nâu. T55 kèm theo xanh nâu nha các chị ơi. Đẹp nhức nách cho các chị luôn, chốt nhanh nha. T55 còn giày 37 đấy chị, lát nữa em lên cho mọi người sau. T55 kèm theo màu xanh với cả màu nâu luôn này. T55 kèm theo xanh nâu nha các chị ơi. Rồi đẹp quá luôn các chị. T55 màu xanh ok chị Thu Hương này, nhập cho con gì ơi. Màu xanh cho chị Ngọc Lan này. 55.000 một cái nhé. Đây là tâm hàn giữ nhiệt cho các chị em mình. Đẹp lắm luôn các chị, chưa nói gì đến gọi là xa xôi làm gì cả hết. Giá này thì quá rẻ rồi, chất không cần phải nghĩ luôn này. 55.000 một cái, lên là T55 kèm màu màu xanh với cả màu nâu cho em luôn này. Màu nâu em cho chị Nguyễn Hiền ạ. 55.000 một chiếc nhá. Các chị lấy cả xanh cả nâu về một mặc em, nói thật luôn, khuyên thật luôn, xanh này xanh min. Xanh em cho chị Huệ Đinh một cái. Lên rõ giúp em là T55 kèm màu Nguyễn Hiền có rồi chị ạ. Lên vào đấy cho em T55 các chị kèm màu xanh nâu. Xanh cộng nâu cho chị Mạnh Phan nhỉ. Ok chị Mạnh Phan này. Chị nào chưa được các chị lên là T55 kèm màu màu xanh với cả màu nâu cho em luôn nha các bác. Không em không nhận đơn, tạm thời ghi tặng mà chị đậu bắp nữa cơ gì. Thế cho chị đậu bắp. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em. Vừa nãy có một bạn nào comment Nguyễn Tải Linh hay sao. Cho ghi cho Nguyễn Tải Linh, tí nó còn chốt bán một hộp nữa. Đấy chị nào lấy các chị lên cho em luôn là mã T55 kèm theo màu nâu với cả màu xanh. Đẹp dã man cho các chị em mình luôn, 55.000 một cái. Nào lên cho các chị một má quần bò. Chị nào mới vào mình nhấn chia sẻ lên cho em nhé. Một má quần bò cao cấp. Giá thì sấp mặt đất. Bò các bác mình toàn mới mua 300.000 với 300 mấy một cái. Các bác vào các bác mình nhấn chia sẻ lên nha. Chia sẻ live stream lên cho em nào. GT137 là cái gì em? À GT137 là áo len miễn ship đúng không? Tí nữa em lướt lại GT137 cho. Cho các chị một mã quần bò cao cấp đã. Khách nhận được quần bò nhà em hết hồn luôn. Này con này có bán cho các chị em mình rồi. Bán 230.000 rồi. Hai cúc đẹp nhức nách luôn nhá. Size 26, 27, 28, 29 đúng không? Để chị một cái này 27 nhá. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Hai cúc đẹp lắm luôn. Không cần phải nghĩ, em nói luôn, không phải bò thường mà. Nếu như nó giống như cái chất của con quần bò 159, 169 em đền tiền luôn. Cho em có ngại gì đâu các chị. Cái này các chị chốt nhanh vào đây cho em luôn này. Mã cho em luôn ạ. 152.000 một cái. Kèm size 26, 27, 28 và 29. 38 đến 46 cân mặc cho em size 26. Từ trên 46 cân đến tầm khoảng 49, 50 cân vẫn mặc được cho em size 27. Nếu như các chị thấp thấp mà 50 cân các chị lấy 28. 50 đến 53 cân mặc 28. Từ trên 53 đến tầm 56, 57 cân mặc size 29. Em bán luôn cho các chị 152.000 một quần. Hai cúc đẹp xuất sắc cho các chị em mình luôn ạ. Đấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Mã cho em luôn là mã 152 kèm size 26, 27, 28 và 29. 38 đến 46 cân mặc size 26. Trên 46 đến 49 cân mặc 27. 50 đến 53 cân mặc 28. Trên 53 đến tầm 56 cân mặc 29. 152.000 đồng một cái. Size 28 em cho chị Lê Nguyễn. Quần bò nhà em. Khách nhà em còn bảo ui Giang ơi nó còn không phai màu luôn. Chất mê mẩn cho các chị em mình luôn. Lên là 152 cho các chị em mình kèm size và cho em luôn nhá các chị nhá. Áo ở bàn này là cardigan lông thỏ chị ơi. Mã là 178 nâu. 178 màu nâu ở đấy cho em hình như còn 6 cái hay sao. 6 cái hay 5 cái. T55 màu xanh cho chị Thúy Nguyễn nhá. 152 size 28 mà chị sen đá. Ok chị sen đá. 152 size 29 cho chị Anh Duyên. Con này các chị em mình mà bán xốp 152 size 27 cho chị Bình An. Thoải mái tự tin để bán 206, 208. Size 28 em cho chị Hà Xuân. Lên là 152 cho các chị kèm với cả size lên. Chất không cần nghĩ ngợi. Size 28 cho chị kho sỉ LN. Đẹp lắm bác ơi. Thoải mái tự tin để bán với cái giá là tầm 250. Nhớ các chị nhá. Quần bò 60 cân thì chỉ có bò size đại. Đã lên lên sau. 29 cho chị Trần Hương. 27 cho chị Lê Trang. T55 màu xanh cho chị Nguyễn Huệ.
Size 26 em cho chị Huệ Đinh. 40 cân bác lấy size 26 luôn em này nhá. 40 cân bác lấy size 26 luôn cho em ạ. Bò size đại còn mã nào chuẩn bị phân cho chị lên luôn cho các chị một mã bò size đại. Chị nào chưa được 152 các chị lên 152 kèm size 26, 27, 28 và 29 cho các chị em mình luôn ạ. Xuất sắc cho các bác mình. Chị nào chưa được các chị chốt nhanh luôn nhé, em qua mã luôn. Có co giãn chứ bò này nhà em chất sướng lắm. Mê cho các chị em mình luôn, chị nào chưa được các chị comment luôn ạ. Còn con này các chị lên là 178 màu nâu nhá. Nâu 178. Tâm Hàn giữ nhiệt tay dài có mã lộc 57 đây đúng không? Còn hàng không em nhỉ? Lộc 57 đây. 152 size 27 cho chị Nguyễn Huệ. Ok chị Nguyễn Huệ đây này, các chị mặc quần bò với những con áo đơn giản này đẹp lắm luôn này, sang này. Kể cả sơ vin cũng được mà không sơ vin cũng được luôn. Tâm Hàn giữ nhiệt ạ. 38 39 cân nếu các chị em mình 60 cân muốn mon chen được. Mã cho em luôn là mã lộc 57 nhá. 57.000 cho các chị em mình, nhớ là Tâm Hàn giữ nhiệt đấy ạ. Nó là hàng em bán 89 ý. Đây em bán nốt luôn các chị lên là lộc 57. 57.000 cho các chị em mình luôn này, các chị vào các chị nhấn chia sẻ lên. 152 26 em cho chị Yên Bình, size 29 em cho chị Tô Huệ. Bác nào chưa được lên 152 kèm size, cái này lên là lộc 57 cho em nhé. Lộc 57, lộc 57. Lộc 57 cho chị Hoàng Long một cái, cho chị Bạch Tuyết một cái. Chị nào chưa chốt được các chị lên cho em là lộc 57. Lộc 57 cho em luôn nhé, sao cái bà xả đơn rồi mà bà vẫn cứ vào bà comment, từ nãy mình không thèm đọc tên mà vẫn cứ comment vậy. Xem cho chị luôn với. 152 size 26 cho chị Thanh Trúc. Đúng rồi, 45 cân bác chỉ cần mua 26 cho bạn ấy là được thôi. Còn chị nào mình chưa được nữa không ạ? Chưa được các chị lên comment luôn nhá. Đây lộc 57 cho các bác mình luôn. Lộc 57 còn bao nhiêu chỗ kia đúng không em? Chị nào chưa được các chị lên cho em là lộc 57 nhá. Qua mã cho các chị luôn này. Cho chị quần bò nhà chị Giang bán rẻ chứ ở ngoài toàn 240. Đúng rồi bác Trần Thị Hà. Em thì em vẫn cứ nói mà, em bảo các chị em mình là lộc 57 cho chị Nguyễn Hương một cái, các chị mua toàn là 200 mấy một cái thôi. Nên chị nào bán sốt thoải mái bán 250, 260 mà. Cho em không có điều nhiều, chị cứ nghĩ là giống như cái bò 159, 169. Giống như cái bò 169, thấy em bán xả này 152, lại cứ tưởng là con 169 không. Con 159, 169 em còn thanh lý có 108.000 cơ. Em mới đã xả, em bán cho các chị em mình rẻ hơn cả mấy chục nghìn cơ. À, chị Nguyễn Hương có luôn lộc 57 rồi ạ. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment 152 size 26 cho chị Huy Hương ạ. À. Ok chị Huy Hương này. Mét 6 50 cân quần bò chị mặc size 28, quá đẹp luôn đi chị, kho xỉ LN nhá. Bác lấy bác làm luôn cho em con 28 mặc là nhức nách ha. À, bác có rồi còn gì, vừa nãy bác lấy 28 rồi đúng không? Là bác mặc là đẹp nhức nách luôn. Nào tiếp cho chị một mã. Cho chị con lên lông ướt cao cấp kia đi, còn duy nhất bao nhiêu đấy mang nốt luôn. 20 cái không đến đúng không? Cái này các chị lên nốt. 54 cân chị lấy cho em size 29, vào của chị Hoàng Huyền mở ngoặc size 29. Cái này các chị vào các chị lên nhanh vào đây cho em luôn là tổng kết 138. Em tổng kết 138.000 40 đến 65 cân cho em này. Len lông ướt hàng Quảng Châu này. Còn lại được chưa đầy 20 cái nhá. Chị nào lấy các chị lên luôn cho em này, nhận hàng giật mình. Cầm cho em tôi đã sướng rồi. Giang còn ho tì bà. À ho tì bà nhưng không biết liều lượng cho bé dùng sao, trên đấy nó có luôn đấy các chị. Mấy tuổi đến mấy tuổi là bao nhiêu ml nó có luôn đấy các chị. Hoặc các chị xem lại live stream đấy là có hướng dẫn kỹ càng cho các chị em mình rồi nhá chị nhá. Cái này các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Mã cho em luôn là tổng kết 138. Còn được bao nhiêu nữa? Thế thì còn được có mười mấy cái thôi đúng không? Chị nào mình chưa chốt được em này các chị lên luôn nhá. Len lông ướt mình nhận rồi, đẹp. Em cảm ơn chị Bạch Tuyết ạ, chất sướng lắm, mặc thay cả áo khoác luôn mà. Tổng kết 138 cho chị Thu Trung một cái. Thu Trung có luôn này. Lên vào đấy cho em là tổng kết 138 nhá các chị. 138.000 đồng cho các chị em mình nốt luôn. Cái này nó bị về trễ các chị. Nên là em xả cho các chị em mình cái giá cho các chị em mình gọi là có trên đấy nó có ghi rồi đấy chị, không thì xem lại like đi. Xem lại like, Ngọc có like nó tư vấn vào đấy cho chị rồi đấy, chị vào đây mà xem. Không có trên đấy nó nhìn nó có mấy ia là tuổi, còn mấy tuổi đến mấy tuổi nó có luôn, hàm lượng bao nhiêu mil. Nhìn ra cái là ra tiếng gì chị, nhìn cái là cũng có luôn, số thì nó là ghi số luôn rồi. Nhưng cái số nó có ghi bằng cái tiếng khác đâu mà không dịch được đâu. Comment vào đấy cho em luôn nha các chị nhá. Mã vào đây cho em luôn là mã tổng kết 138 cho em luôn, 138.000 cho các chị này. Còn con nào cộc nữa không nhỉ? À kìa, giống cái con lúc đầu like chị mặc hình như còn mấy, đưa cho chị nốt đi. Bên trên của nó là mã nào? Phải nó.
Ôi, thế thì đưa luôn cho chị mấy cái con màu đấy đẹp quá luôn rồi gì đó. Được mấy cái. Con này vừa nãy em mặc đây này các chị này. Nhưng vừa nãy em mặc là màu ghi cơ tổng kết 138 cho chị Dung Nguyễn một cái. Cái này các chị lên nhanh vào đây cho em luôn nhá. Đây các chị lên comment vào đây cho em luôn này. Ôi dồi ôi. Chẳng nghĩ là để lại cả màu này. Này đầu like em mặc đấy. Chẳng nghĩ là để lại cả màu này nhưng có mấy cái cho các chị em mình thôi. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn này. Cái này các chị lên comment cho em luôn là T58. Lên luôn cho em là T58 nhá các chị nhá, 58.000. Cho các bác mình luôn, cho hết hàng luôn. Đúng rồi, like này vẫn có, like vừa nãy của gì đúng không? Like đấy chưa in view ở đâu, em vẫn cho vào like này cho các chị em mình. T58 cho chị Nữ Nhi một cái, Hồng Lê một cái, Đỗ Gia Hân một cái, chị Ngát Nguyễn một cái, Ngân Thúy một cái. Ngân Thúy có luôn lên cho em là T58 nhá. Không so sánh giá đâu, chị cho chị Hoàng Long một cái. Tâm Hàn dữ nhiên cho các chị đẹp lắm, hai cái cuối cùng là hết, không có hàng ở đâu. Hàng này của em khách bán 99.000 này. Đang bán luôn. Chuẩn chất như này đang bán 99.000 luôn. Lên cho em là T58 là 58.000, em còn 2 chiếc là em hết. Chị nào chưa được các chị lên nốt cho em nhá. T58 cho chị Dung Nguyễn một cái, không có màu trắng đâu. Nó có vài cái mà. Rồi còn chị nào lấy T58 còn nốt cái nữa là hết luôn. Chị cũng khoác 6-7 tuổi em chịu chị ơi. Bác nào chưa được các bác lên comment nhá. Chị nào chưa được còn một cái T58 đúng không? Vâng. Em còn một chiếc là hết. Cho chị luôn hướng dương còn bao nhiêu? Còn 17 túi cuối cùng nhá. Các chị lên comment vào đây cho em là HD55. HD55 này. 55.000 em nhà em ăn hết mấy gói. Chưa Tết mà đã ăn hết mấy gói. Cứ tối tối chiều chiều cái là tập trung vào kia ngồi ăn. Tập trung ngồi ăn với nhau. Có tâm giữ nhiệt tay, tâm giữ nhiệt tay dài em vừa lên con này này. Màu này luôn em bán tặng là lộc 57 đây này chị này. Còn đúng không? Còn. Lên là lộc 57 cho em luôn này. Tâm giữ nhiệt tay dài luôn, tâm hàn giữ nhiệt luôn không phải tâm thường. HD55 cho Ngân Thúy có luôn một gói này. 55.000 nhá, cái này là tẩm vị caramel cho các chị em mình luôn. Này bác nào lấy các bác lên cho em là HD55. Có cái nắp của nắp một cái hộp đấy tất. Chị nào lấy các chị lên cho em là HD55 là hướng dương 55. T58 cho chị Suri Phạm là hết luôn T58. Ok bác Suri Phạm. Bác nào lấy em này các bác lên cho em là HD55 nhé. HD là viết tắt của hướng dương 55. 55.000 còn vài gói. Cho chị nốt còn dung dịch vệ sinh đâu đưa chị nào. Màu gì màu gì. HD55 3 gói cho chị Nga Dương. Ơ em tưởng bác Nga Dương hôm trước mua rồi. Tưởng bác Nga, bác Nga Thanh, à bác Nga Dương hôm trước mua rồi nay lại mua. Là còn mấy gói nữa em ơi? Còn 12. Đúng không? 12 hay 14? Ừ, chị kia là lấy 3 gói đấy. Bác nào chưa được các bác lên vào đấy cho em luôn nhá. 2 gói cho bác Chu Kiểm. Bọn em đã trừ lệ của chị nhà chị để lại 10 gói chưa? Rồi ạ. Trừ rồi đúng không? Em để lại tận 10 gói cơ các chị. Không không, nửa cân đôi khiếp làm gì mà cân. Cân mà tẩm vị bán cho các chị em mình cái loại nào bổ nhỉ? Người ta bán bổ cho các chị à? Đúng không ạ? Một cân hàng thường đã 120 rồi. Quần bò size đại có lát em lên cho HD không phải HT đâu. Và của chị Như Hoa sửa thành HD. Một gói. Là còn mấy nhỉ? 10 gói cuối cùng các chị ơi. Hạt nhà em rất là chắc luôn cho các chị luôn. 2 gói cho chị Nâu Sóc. Còn 8 đúng không? 8 gói cuối cùng. Áo hôm qua à, áo gen hôm qua ra mặc nhất cho chị, cái áo bra cao cấp sát nách ấy. Sát nách gen đấy. Pha gen. 2 gói cho bác Trang Đoàn. Là còn 6 đúng không? 6 gói cuối cùng. 2 gói cho chị Yên Bình là còn 4. Nó rất là chắc luôn chứ không phải là hàng loại đâu các chị. Chị có bán mỹ phẩm không? Trưa nay vừa like xong chị. Trưa nay vừa like xong. Trưa nay em vừa mới like mỹ phẩm xong rồi. Trưa nay tranh thủ lên cho cá ăn. Hãy like cho các chị em mình luôn. Bác có lấy cái gì không? Đang có nhân viên đóng đơn trên đấy đấy.
Em không like ở đâu ra Tết em mới lại bán tiếp mỹ phẩm. Giờ đang có hai bạn nhân viên đóng đơn trên đấy. Tiền các chị lấy cái gì em cho các bạn đi đóng cho. HD 55 cho chị Dung Nguyễn 1. Còn 5. Có còn mấy? Còn 3 nữa. Thế còn có 3 gói nữa là hết rồi. Cái này không phải bỏ hạt nào luôn em nói thật. Cái này còn tầm bao nhiêu cái nữa em? Đếm chưa? Lôi cả bao nó ra chị xem nào. Nếu như còn ít thì chị bán tặng nốt. Bao nào chưa được nữa các bác mình lên nốt luôn nha. Áo khoác lót lông á. Khoác lót lông của đợi em. Có, lát lên cho. Cho em ăn nốt mấy hạt này đó. Đang dở mồm. Mười ngày chưa nhận được hàng. Mai phải gọi vào số 838 cho nhân viên kiểm tra chị ơi. Đừng để đến tận 10 ngày nhá. À nhưng mà dường vừa mất 3 ngày lễ rồi còn gì. Em sợ có khi là ngày mai người ta đi giao luôn đấy chị. Các chị biết vì sao không? Thứ bảy chủ nhật. Nay thứ hai là ngày nghỉ bù của Tết Dương Lịch. Bộ kem Juicy ngày và đêm được cho chị Hương Liên Vũ cơ gì kìa. Ơ chị này tưởng hôm trước chốt được rồi vẫn chưa chốt được à? Này em ơi. Ô chết rồi. Chị Hương Liên Vũ em tưởng hôm trước chị chốt được rồi mà chưa chốt được à? Cái gì? Hương Liên Vũ kem ngày kem đêm. Tặng một áo nhá. Chị nào lấy lộc 57 nữa các chị lên nốt tâm hàn giữ nhiệt. Lên comment vào đấy cho em luôn là lộc 57, 57.000. Qua mã cho các chị. Hướng dương vị caramel. Em chỉ thích mỗi vị này thôi. Ừ, để xuống các chị em. À, em lại lấy thêm bảo sao em bảo bác vừa mới thấy bác mua hôm nọ. Vừa thấy bác mua hôm nọ. Thì bảo chúng nó là kem ngày kem đêm đến tặng chị một lọ một cái áo tệ. Dùng kem thích lắm sướng nha bác nhở. Em ơi các chị mà hợp á, dùng kem kem đêm nhà em còn thấy nó trắng lên từng ngày đấy. Thích lắm, da mướt mịn khỏe đẹp lên từng ngày luôn. Rồi em lên cho các chị em mình đây này, đây em ơi đưa chị áo này luôn. Còn nhiều không? Chà chị rồi. Ê chị lấy vỡ nợ rồi, trước lại cho 76.000. Cái này các chị lên luôn cho em là A76 kèm theo với cả màu. Đợi em nhá, để em lại mặc cho các chị em mình xem con này luôn, đẹp lắm. Có cần em mặc nữa không? Ngày nào like em chả mặc con này rồi, hôm nay em lại vừa mới không mặc. Vừa mới thay ra lúc nãy để cho chị màu lên luôn cho em màu đen với cả màu hồng. 76.000 đồng một cái, 40 cân đến 65 cân. Chuẩn chỉ hàng loại 1, hàng VIP. Không phải loại 2, loại 3. Giá có thể chỉ ngang với hàng loại 3 thôi, nhưng chất lượng của em chuẩn loại 1. 40 cân đến các chị 65 cân, các chị đều mặc cho em ok luôn cơ. Mua cái này về không phải chuẩn chỉ loại 1 đền tiền cho các bác luôn nhá. Nó đẹp kinh khủng luôn ạ. Lên comment vào đấy cho em là A76 thôi các chị kèm màu luôn. Có đệm ngực mút ngực. Và em bảo rồi em phải có đến tầm 50 mã áo bra, nhưng chỉ duy nhất mã này là em để lại cái mút ngực của nó. Còn những mã kia là em tháo hết mút ngực vì mút ngực của con này mặc đẹp lắm. Nâng ngực đẩy ngực cho các chị được nữa luôn cơ. 40 đến 65 cân. Đều mặc được, lên giúp em là A76 kèm theo màu nhá. Màu hồng với cả màu đen cho các chị dày dặn đẹp kinh khủng. Đấy các chị lên comment vào đấy cho em luôn là A76 thôi các bác mình kèm với cả màu cho em nhá. 76.000 đồng một chiếc cho các chị luôn này. Em này lên là tổng kết 138. Còn mười mấy cái nhỉ? 13 cái. 13 cái lên cho em là tổng kết 138 này. Giang mặc áo này đẹp, quá đẹp, em cảm ơn bác Trần Hòa. A76 màu hồng em cho chị Đinh Thị Thủy Tiên. Ok chị đẹp tuyệt vời, các chị yên tâm đi. Riêng con này các chị làm hai cái về mặc màu hồng em cho chị Trần Lâm An. A76 các chị kèm màu đi, màu đen với cả màu hồng cho em luôn nhá. Hồng chắc còn ít thôi đúng không? Hồng còn đâu nữa. Màu đen em cho chị Thúy Nguyễn. Mà nhất đâu là chị nào mà hay mặc vest, mặc nước, mặc choàng, mặc chiếc ấy. Thì các chị phải mặc cho em con này. Chứ bên trong các bà lại mặc một cái áo bùng nhùng ra thì xấu lắm em nói thật luôn. Comment vào đấy cho em luôn nhá, là má A76 thôi các chị kèm màu. Màu đen em cho chị Nguyễn Tâm một cái. Ok chị Nguyễn Tâm này, hoặc có thể mua để mặc cho em với những con cardigan này cũng đẹp này. Đấy con này các chị lên cho em là mã 178 nâu. 178 nâu nhá, 178.000 còn 5 cái hay 4 cái. Tổng kết 138 cho heo đất len lông à. Len lông ướt cao cấp kìa. Rồi còn chị nào lấy cái này lên là 178 này. Em này các chị lên là HT là chị Như Hoa là có HD 55 rồi.
Chị nào chưa được nó các chị lên comment cho em. Màu đen em cho chị Trang Hà một cái. Ok chị Trang Hà, ngày nào like em chả mặc con này. Vì mặc con này nó đẹp, thêm một HD55 nữa cho chị Như Hoa. Ok bác Như Hoa, Hướng Dương thêm một nữa là hai. Hai gói. Ok Đinh Thị Thủy Tiên có luôn HD55 là như hết hàng. Còn một à? Ok bác. Đấy chị nào chưa được nhá, các chị lên comment vào đấy cho em luôn. Mã cho em là A76 thôi, các chị kèm màu màu đen với còn màu hồng. Đẹp dứt cái lách luôn. Chả biết hết chưa? Cậu hỏi chúng nó xem, nhắn tin lên hỏi chúng nó cho chị xem hết chưa? Để còn bấm tạo đơn nốt luôn. Áo nam đằng sau là 160 kèm size chị ơi. 160 kèm size nhá. XL là từ 50-58, 2XL từ 59-65-66, 3XL từ 66-73, 4XL từ trên 73-85 cân. Tổng kết 138 cộng với cả 123 len thổ. Ok bác hoa lúa gạo. Ok bác luôn này. Bác nào chưa chốt được các bác lên comment nhá. Muốn săn tiếp hàng tiếp nữa mà là hôm nay lại buồn ngủ quá ấy. Cho chị một mã giày này em ơi, có em nào có size 39 không? 39 xem có đôi nào không, lên cho các chị chốt luôn này. Cái này nhá, em cho các chị em mình nốt luôn này, các bác mình vào các bác mình nhấn chia sẻ lên. Này em còn ít, các chị lên nốt vào đây cho em luôn là lộc 79. Lộc 78 cho em luôn đi, lộc 78. 38 39 cân nhưng các chị em mình 60 cân cho em, 60 61 cân cho em luôn. Hàng cao cấp luôn nhá, len này chị nào nhận hàng cũng gọi là sửng sốt luôn, em bán là 169.000. Các chị có thể theo dõi lại like của em tặng nốt luôn là 78.000 không chọn màu. Nói em nói luôn em bán tặng luôn là 78.000 không chọn màu nhá. Hai cái cho các chị hai màu. Các chị em không còn bánh mix nữa đâu chị ơi. Lên comment nốt cho em là lộc 78. 78.000 đồng một chiếc, còn có ba màu này thôi mà. Chị nào mua được con này các chị hoan hỉ. Đừng so sánh giá, kể cả các chị bốc của em đã có những chị bốc 650 cái. 650 cái là nhân chị bao nhiêu hôm trước? 123 đúng không? 123.000 đấy. Đó đây em tặng nốt luôn cho các chị. Nhưng hôm đấy nó còn nhiều màu. Giày 39-40 lát lên sau. Cái này các chị lên cho em lọc, lọc 78 kèm theo số lượng nhé. Hai cái các chị được hai màu đẹp lắm. Ok một cái em cho chị Nữ Nhi, một cái cho chị Đặc Thu Hà. Các bác mình nhập được vào cái giá này em cho luôn các chị em mình luôn. Kể cả hàng xưởng cũng không có. Một cái cho chị Hà HDP. Em nói luôn là hàng xưởng cũng không có giá này cho các chị luôn. Đảm bảo với các chị là hàng xưởng. Một cái cho chị Nguyễn Ngọc Liễu, một cái cho chị Đinh Thị Thùy Tiên, thêm cái nữa cho chị Đặng Thu Hà. Kể cả 57, 58 cân các chị vẫn đang mặc được. Nguyễn Ngọc Liễu có rồi, Lê Quỳnh Hoa 1, cho chị Hoàng Long 1, Uyên Nhi Đoàn 1. Hai cái các chị được hai màu, yên tâm đi, nó còn có ba màu đây. Nốt cho các chị em mình đi. Hàng này bên kho là hết sạch rồi. Đẹp lắm luôn ý, không phải là đẹp bình thường đâu ạ. Em nói thật, chủ yếu em còn màu trắng với cả màu xanh đấy cho các chị em mình là hết đây. Còn đây màu này em còn mấy cái cho nốt vào. Lên nốt cho em lộc 78 hả? Kem ngày 185, kem đêm 195 gì ạ? Lộc 78 hai cái cho chị Phạm Bảo Hân. Đẹp lắm luôn. Không chọn màu, chọn màu các chị lên cho em là 129 đi. Chọn màu là 129, lộc 57 cho chị Nguyễn Ngọc Liễu luôn. Lộc 78 cho chị ngó một cái. Em nói luôn không chọn màu nhé. Nếu như chọn màu các chị lên là 129 kèm màu. Em xả cho 129.000. Còn đây em tặng lộc 78 em cho chị Ngọc Lan một cái, Huy Hương một cái, cho chị Đoàn Hoài một cái. Em nói luôn là nếu như các chị muốn chọn màu các chị lên là xả 129 kèm màu. Còn em đã biếu nốt giá này rồi là em chấp nhận lỗ đến cả hàng một phần, gần như 1/3 rồi. Lộc 78 em cho chị Mạnh Phan một cái. Mạnh Phan có luôn này. Các chị lên vào đấy cho em là lộc 78 cho em luôn nhá. Hai cái hai màu, ba cái ba màu cho các chị em mình. Lộc 78 ok chị Đoàn Hoài, cộng thêm cái nữa hai cái ok chị Đoàn Hoài này. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Chứ em nói thật luôn, em bao các chị cả giá nhập. Kể cả cái giá nhập vào của hàng loại 2, loại 3 cũng không có giá này. Nói thật sự với các chị luôn chứ đừng nói đây của em chuẩn chỉ hàng Quảng Châu cho các bác mình. Chị nào chưa được các chị lên cho em là lộc 78. Em kỷ niệm nốt luôn cho các chị, chất lên nó gọi là thôi rồi luôn các bác. Một cái em cho chị Dung Nguyễn nhá. Ok chị Dung Nguyễn có luôn này. Lên vào đấy cho em là lộc 78. Khuyên các chị em mình, nói thật cái này nếu như chị nào mà mua một cái về sẽ tiếc. Chị nào mà lấy một cái chắc chắn về sẽ tiếc luôn. Các
chị em mình làm hai cái, em cho hai màu đấy cho các chị em mình luôn này. Nhấc nốt luôn hết đúng không? Rồi ok hết. Đấy, chị nào chưa được ở lên nốt luôn lọc 78. Thêm một cái nữa ok chị Nguyễn Ngọc Liễu. Dạ vâng ok chị Đỗ Thu Hà chuyển khoản. Nguyễn Ngọc Liễu có luôn hai chiếc này. Nói chân tình luôn, chị nào lấy một cái là về sẽ tiếc luôn. Lấy hai cái rồi có khi lại bảo ui giời biết thế hôm đấy làm luôn ba cái ba màu luôn. Các chị mua ngoài hơn 200 nghìn một cái. Ba cái này còn chưa bằng giá các chị mua ngoài một chiếc luôn cơ. Nó đẹp quá thể cho các chị em mình luôn tay này. Các chị nhìn cho em tay này. Mê cho các chị em mình không? Không có bị rút sợi, không có bị sổ viền, sổ viếc gì nữa luôn. Quá đẹp luôn cho các bác luôn. Lọc 78 em cho bác Nguyễn Hải Đường một cái. Đấy, chất len của con này không thể nào mà chê được một lời nào. Các chị bảo nếu không tự nhiên làm sao em bán được 169.000 em bán nhiều như thế. Bao nhiêu luôn giờ còn ba màu bán tặng nốt luôn 78.000 cho các chị. Này đúng thật sự là thêm khách thôi. Thêm được 1-2 lượt khách để các chị mua về các chị mừng thôi. Ok cho chị Nguyễn Thu một cái. Chị nào đang mất niềm tin vào mua hàng online, mua thử con này của em 78.000. Nhà các chị xem về xem có làm các chị ngạc nhiên không em nói thật. Chị nào đang mất niềm tin vào mua hàng online hãy cứ thử tin em ra một lần. Xem có bị Giang Doãn nó lừa mất 78.000 không nha. Em nói luôn ạ, bà nào nhập được vào giá này chuẩn chỉ hàng Quảng Châu như này em cho thêm tiền. Em nói luôn ạ, chuẩn chỉ hàng Quảng Châu như này các chị nhập vào được 78 em cho thêm tiền luôn. Chị nào chưa được các chị lên nốt cho em là lọc 78. Nó còn ít nên em không muốn lên từ đầu like. Lên từ đầu like thì các chị không tranh được luôn. Đấy các chị vào các chị cho em xin lượt chia sẻ lên nhá. Cho chị Phan Tuyết có luôn một cái. Thêm cái nữa cho chị Nữ Nhi. Mua hàng nhà Giang chưa bao giờ mất niềm tin, cảm ơn chị Nguyễn Tâm ạ. Bầu bí có mặc được đâu mà rẻ đẹp quá nên mua hai chiếc bác Nguyễn Ngọc Liễu. Rồi lọc 78 em cho chị Nguyễn Trang một cái. Còn những cái cuối cùng chị nào chưa được các chị lên nốt luôn nhá. Bao nhiêu cái này em ơi? Hai cái em cho chị Thúy Nguyễn. Đúng rồi 78.000 một cái. 78.000 một cái cho các chị em mình luôn này. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment nốt luôn cho em này. Đến 30 nữa không? Không đâu đúng không? Chị nào chưa được các chị lên nốt đẹp nhờ. Con này đóng hộp đóng hiếc làm quà tặng cho nhau cũng đẹp luôn đây chị ơi. Mê mẩn cho các chị em mình luôn nhá. Đẹp lắm luôn đấy các chị. Đấy nó còn cả mấy cái màu kem nữa em cho nốt vào. Lọc 78 em cho chị Lê Lý một cái. Ok chị Lê Lý. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment. Hỏi chưa kiểm cho chị bác ca cho em. Đây chị bấm nốt. Chị nào chưa được lọc 78 nữa các chị em mình lên nốt luôn cho em là lọc 78. Lọc 78 em cho chị Má Lúm một cái. T123 cho bác Nguyễn Ngọc Liễu. Lọc 78 hai cái cho chị Thảo Dương. Đúng rồi chuẩn luôn đấy. Hôm trước sinh nhật Giang bác lấy là 118 đẹp lắm chuẩn luôn. Hôm trước sinh nhật em tặng 118.000 đúng không? Đây em còn có 3 màu em cho nốt luôn không chọn màu 78.000 một cái. Chứ em không nói điêu các chị làm gì đâu. Chị nào chưa được các chị lên comment nốt nhá. Bác ca hồi chiều em đăng còn được mấy cái nữa. Các chị vào các chị lên nốt luôn này. M trừ đi 1 này. XL trừ 2 là còn lại 7M 6L 4XL. Chị nào lấy lọc 78 nữa các chị lên nốt cho em là lọc 78 luôn cho em nhá. 78.000 một chiếc ạ. Nên lấy hai cái, nói thật em này là em ơi. Em nói thật luôn là em dùng từ là nên lấy hai cái. Vì nếu như chắc chắn các chị mà mua một cái về là các chị sẽ tiếc. Tiếc là ui nó đẹp như thế này, biết thế mình mua thêm nữa. Cái nữa mình về mình mặc. Thank you.
Rồi qua cho các chị em mình luôn này. Lên cho chị một mã bò size đại. À lên thêm lên nam á, chờ em chút. Lên nam cái màu kem chỗ này, màu tây tây chỗ này này đấy. Dưới chỗ này đi cho chị này. Có giống nó không? Đấy kia gì em. Có mấy cái đấy lên luôn cho các chị cho gọn. Cái này các chị lên là VIP 2 kèm giá 139. VIP 2 kèm giá 139 cho em luôn. Có 3 màu, những màu gì? Có mỗi màu xanh ngọc đấy, màu trắng với cả màu kem mà. Có đúng 3 màu đấy thôi. Xanh ngọc trắng kem chuẩn lên hàng Quảng Châu em này nha các chị nhá. Lên nhanh đây cho em, cái này còn được mấy cái em ơi. 50 cân đến 67 cân cho em ok. 50 đến 65, 67 cân cho em vẫn mặc được vì hàng này hàng body mà. Các chị lên comment mã bao nhiêu VIP 2. VIP 2 kèm giá 139 em có mấy cái thôi. Phao xanh trần trám lót lông á. Căng nhỉ. Đây còn chưa lên con đấy luôn đây. Cái này các chị lên comment đấy cho em luôn này. Mã cho em là VIP 2. Chết rồi, còn chưa bao giờ con này bán 139. Chọn nốt luôn. Em tặng nốt 139 mã là VIP 2 cho em luôn này. Sang cực kỳ VIP 2 em cho chị Nguyễn Thu một cái. Thế không lấy xanh ngọc vì da em hơi tối. Em không mặc được xanh, xem của cái bạn gì em ơi. Xóa luôn cả bill đây em ơi, xóa luôn cả bill. VIP 2 cho chị hàng gia dụng còn đấy chị. Xóa luôn cả bill của Thảo Dương nhé. Xanh ngọc làm gì có chuyện tối da. Xanh ngọc không bao giờ tối da, xanh ngọc là cái màu cực kỳ sáng da. Đúng rồi chị ạ. Còn chị nào lấy VIP 2 các chị lên nốt cho em là VIP 2 ạ. VIP 2 các chị kèm giá cho em luôn nhé. VIP 2 các chị kèm giá cho em luôn là 139.000. Đấy, cho các chị em mình nốt. Chị nào chưa được các chị lên nốt vào đấy cho em luôn nhé. Còn 3 cái đúng không? Cho chị luôn mã bò. Bò đại, bò size đại nè. Cho các chị một mã bò size đại. Một mã bò size đại cho các chị đỡ phải mong chờ nè. Một mã bò size đại. Cứ lên đến size đại lấy thấy mút ruột mút gan. 29, 30, 31, 32 đúng không? Các chị vào các chị chia sẻ lên cho em nhé. Áo em mặc là len thổ, mã là T123. T123 kể cả 40 cân đến 70 cân cho em luôn nhé. À vừa nãy em bảo giày bảo có mấy đôi size 39 này. Đây em cho các chị từ từ đã, đợi em một chút xíu. Giày em có mấy đôi size 39 thôi nhá các chị. Ôi đẹp thế. Ôi mê mẩn cho các chị em mình luôn. Size 39, chân các chị 38, 39 chốt nhanh này. Chân các chị 38, 39 các chị chốt nhanh này. Quá đẹp luôn này. Cái này các chị lên cho em là G22. G22 em tặng cho 197.000 miễn ship luôn. G22 kèm giá 197 miễn ship luôn cho các chị em mình luôn nhá. Đẹp lắm luôn cho các chị em mình luôn này. Những chị nào chưa chốt được các chị lên nhanh vào đấy cho em luôn, full nộp. Lên vào đây cho em là G22 kèm giá 197 miễn ship. Size 39 nhưng giày thừa dép thiếu mà chân các chị em mình 38, 39 cân, chân 38, 39 đều đi được. Lên và nhớ nhanh cho em luôn là G22 nhá. Kèm giá cho em luôn 197 miễn ship luôn cho các chị em mình, cho sung sướng cái cuộc đời luôn cho các chị. Chị nào mà chưa chốt được là các chị phải chốt nhanh vào đấy cho em luôn vì 39 thì nó sẽ rất là ít. Áo em mặc là T123. 123.000 mã là T123 cho em là được. Đấy, riêng cái này các chị chốt nhanh nhá, size 39 của nó hiếm lắm. Các chị bảo ôm lô hàng ngon như thế này mà có được size này là sướng. G22 cho chị Nhai Đoàn một đôi. 197.000 được miễn ship cho chị Anh Duyên một đôi. T123 là len thổ cho chị Lê Quỳnh Hoa. Ok chị Lê Quỳnh Hoa này. Đấy các chị em mình lên comment đợi em cột bò, đợi em lát em lên cho các chị em mình. Bò vừa nãy bò thường, bò size thường, size vừa là em lên rồi, đây là bò size đại chưa lên. Chờ em chút xíu chuẩn bị lên cho các chị. G22 cho bác Ngát Nguyễn một đôi. Và của chị Ngát Nguyễn thêm giá 197. Còn được mấy đôi nữa em ơi? Chị nào chưa được G22 các chị lên G22 nhá. Kèm giá cho em luôn 197.000 miễn ship luôn. Trừ đi tiền ship đi thì thành ra các chị mua được mấy, mua phải bỏ ra có mấy đồng đâu. Đúng không? Ngon quá thì còn gì nữa. 197.000 không mất ship. Đấy, chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em G22. Xem mà chị cái chị kia chưa, sao vẫn cứ comment đấy. Vừa nãy chị bảo xem chưa, vẫn chưa xem à?
Khác cái gì mà khác? Chị nhìn cái chẳng nhẽ chị lại không nhớ được à? Cái đây khác, đây nữa đây này, cách này chị cũng bảo xem rồi, không phải không xem. Cách đây cả 40-45 phút trước rồi. Rồi em không lướt lại đâu, chị ơi cất luôn rồi để em lên cuộn bò vì nó muộn rồi á. Đấy, cho các chị em mình luôn, một mã size đại cho các chị em mình luôn này. Size đại thật ra là lên với các chị em mình em cũng rất là tiếc luôn. Vì các bác mình biết thừa luôn, hàng này em bán cho các chị. G22 em cho chị hoa lúa gạo kìa. Để em bán cho các chị em mình, nếu như bèo bọt nhất em sale cũng là 210.000. Size 29 này là từ 51 cân đến 57 cân cho em ạ. Size 30 từ trên 57 đến 60 cân ạ. Size 31 từ trên 60 đến 63. Size 32 từ tầm 64 cân đến tầm 67-68 cân cho em. Đấy, bác nào lấy các bác mình lên luôn nhá. Em bán tặng kỷ niệm luôn, các chị lên nhanh này. 1, 4, 2 kèm size luôn. Em tặng luôn cho 142.000 kèm size ạ. Về so sánh chất của nó giống con bò 159-169 em đền tiền luôn. Chứ không phải là hàng 159-169 em xả cho các chị 142 đâu. Nếu như 169.000 em bán, em xả cho các chị 142 thì em lỗ nó chả đáng bao nhiêu cả hết. Nhưng đây hàng này các chị biết nó là hàng 210, cơ hàng cao cấp cơ. Nói lên comment vào đây cho em cái gì Giang có bò ống xuông không. Không, em không bán bò ống xuông kiếp. Em mà mặc bò ống xuông mà nhìn em như con đười ươi á. Em chỉ bán bò ôm này nó đẹp thôi các chị. 142 nhá, size 29 em cho chị Nguyễn Tâm. Lên rõ là 142 kèm size 29, 30, 31 với cả 32. Bò ống xuông với cả ống loe, ống lủng ấy nó rất là kén người mặc. Đấy, cái này các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. 142.000. Xong các chị em mình kèm với cả là size 29, 30, 31 và 32 cho các chị ạ. Ok, size 29 em cho chị Lê Thảo. Size 31 cho bác Mai Nguyễn. Bao nhiêu chị hỏi 32 mà mã này còn các chị không nhanh là hết. 32 cho chị Huyền Trang Bùi. Rất nhiều chị dặn em size 32 nhưng đến giờ này là em chịu, em không nhớ đâu. Hết quần tất rồi. 31 cho chị Dung Văn ạ. 29 cho chị Anh Duyên ạ. Size 31 em cho chị Hoa Bùi ạ. Bao nhiêu chị dặn em size 32 thì các chị chốt nhanh nhá. Chắc có bỏ đại thì giờ chỉ còn mỗi mã này nữa chứ mấy. Hết rồi, mã kia là không còn 32 nữa rồi. Đấy, lên cho em là 142 trong các chị kèm size luôn cho em ạ. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nha. Có 142.000 con quần bò mặc cho em đến cả 20 năm không hỏng nổi. Đúng thật sự luôn là 20 năm không hỏng nổi luôn nha các chị. Kệ gì, khách nào chuyển khoản rồi thì không phải check thì cứ cho vào đấy là được. Mai cho chúng nó check thì cho thoa thương, nó nhập đơn thì nó check. Cũng cần phải báo chị báo đó cho chúng nó đóng. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em là 142 kèm size nhá. 29, 30, 31 và 32 ạ. Tiếp nào, cho chị một mã. Áo em mặc là mã 123T123. Len thổ 123.000, chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Xinh nhở, mặc những con này xinh cực. Con này mà các chị em mình mặc với legging xong đi bốp lên cũng đẹp luôn. Đấy, hoặc là mặc với con quần short tô môi ấy. Mặc với quần short tô môi rồi đi bốp đến đây cũng được. Hoặc nếu như mà mặc quần tất rồi thì đi với giày thể thao cũng đẹp luôn. T123 cho Nguyễn Thanh Vân một cái. Ok, Nguyễn Thanh Vân có. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment cho em luôn. Còn bao quần short tô môi vừa nãy còn bao nhiêu cái size S đưa đây chị em ơi. Sóc tomboy này 38 đến 46, 47 cân. Cái này từ 38 đến 46 cân thôi nhá. 38 đến 46, 47 cân cho em. Vừa nãy em có mặc cho các chị em mình xem đấy. Nhưng có cái là em 50 cân thì em mặc size S nó không còn được đẹp. Em tặng nốt luôn là 54.000 lên là S54. Chuẩn cho các chị em mình quần sóc tomboy, quần u mì nha các chị nhá. Hai cái các chị được hai cái cặp chữ nó khác nhau ấy. Ba cái chắc còn được ba cặp chữ luôn. Lên cho em là S54. Em tặng nhanh cho các chị em mình là 54.000 cho các chị luôn. Đấy, các bác lấy các bác lên cho em là S54 cho em luôn này. Còn được hơn chục cái đúng không? Lên nam em lên hai mã rồi chị ạ. Lên nam em lên cho các chị em mình hai mã rồi. Cho chị một mã cổ lọ lên nam xem còn cái nào mang đây chị bán tặng nốt cho các chị luôn. Cổ lọ lên nam trước xả bao nhiêu rồi, 145, 148 rồi đúng không? Xả rồi mang đây còn bao nhiêu bán tặng nốt luôn. Chẳng nhẽ lại không chọn màu nốt luôn đi, điên người hết đi.
con mác này khác, mác kia khác em nha. Mác này là form khác. T390 cho chị hai kem đêm vào của chị Bảo Cô chốt cho chị Hoàng Hoàng. T390 giờ không lên được T390 đâu. Chị có lấy hai kem đêm thì chỉ có chắc là có quà gì đấy, là một cái áo gì đấy thôi chứ không còn áo khoác nữa đâu. Chị lấy chị lên là kem đêm 395 hai hộp cho nhân viên trên đấy, các bạn đi đóng đơn thôi. Cái này còn được mấy cái em ơi. Chị nào săn áo len nam cho chồng mà 70 cân thì phải chốt nhanh nhá. Mã này còn được 4 cái à? Vâng. 4 cái duy nhất cho các chị em mình luôn này. Cái này phải từ cho em từ 60 cân đến 75 cân cho em thoải mái nhá. 60 đến 75 cân cho em này. Chưa lên được, không lên được du dịch rồi các chị. Cái này các chị lên nốt vào đây cho em luôn là mã ghi 135 luôn. Em nói luôn em bán nốt luôn à. Chưa bao giờ nghĩ trong đầu là sẽ xả giá này, các chị thấy mua toàn 250, 260. Cái này từ 60 cân đến 75 cân nhá. Duy nhất mã này còn được đến tận 75 cân thôi. Còn được 4 cái. Lên vào đây cho em là ghi 135. Em bán nhanh luôn ạ. 60 đến 75 cân. Chuẩn chỉ cho các chị ghi 135 em cho chị Nguyễn Tâm một cái. T390 là đây để đợi chị xe chị Hoàng Hoàng này. Chị muốn lấy thêm à, muốn lấy hai lọ kem đêm. Lên comment vào đây cho em là ghi 135. 135.000 cho các chị. Ghi 135 cho chị Dung Nguyễn một cái. Rồi em còn được hai cái, hai bàn. Hai cái cuối cùng là hết. Hai cái nữa là hết. Chị nào chưa được các chị lên comment luôn nha. Ghi 135. Quá bèo bọt cho các chị. Ôi giời, trên này còn khách mới. Chắc chị này dùng Facebook mới thôi gì ạ. Còn đoán thế. Ghi 135 cho chị Hòa Hoàng kiểm tra tin nhắn em ơi. Chưa nhắn tin luôn. Đôi giày xe 37 em chưa có lên. Ôi giời, còn chưa nhắn tin luôn đó. Cái bà Hòa Hoàng này còn chưa nhắn tin nữa. Sao còn em không để ý cho khách được 2 mã, 3 mã. Nhìn đấy là lạ, cái là phải chấm luôn lên chứ. Đâu, còn cái máy đen vẫn có mà. Thoát, cô bảo thoa ấy lại ở trên bàn ấy. Cái máy đen và cái vui này chỗ đơn ấy. Rồi còn chị nào chưa được cái này, các còn một cái đúng không? Không, cái máy đen thì... Ghi 135 còn một chiếc cuối cùng. Đây. Cho chị bộ kia luôn đi, bộ cao cấp cho mỗi người bộ này. Cái kìa. Bộ cao cấp mà, bộ nỉ hàng cao cấp mà, bộ hút đi luôn mà. Đấy. Các em còn bao nhiêu bộ? 3 bộ, 4 bộ. Đây cái này bao nhiêu tiền đấy? Cái này các chị lên luôn cho em luôn này. Comment ở đây cho em là VIP 220 nhé. 40 cân đến kể cả 60 cân cho em luôn. Nó dày nó đẹp không thể nào mà tả nổi luôn ấy. 40 đến 60 cân cho em luôn. Chị kia lấy 200.000. Đơn trước của chị chưa thấy nhân viên. Chị ơi đơn trước chưa thấy, gọi nhân viên hỏi chứ đừng có bảo em bảo. Em chịu, em like xong đến giờ này em lên em còn check bill, check biết các thứ. Em còn làm việc, em còn sổ sách. Đến 3 giờ sáng em mới được ngủ, hôm sau 10 giờ em mới dậy cơ. Em không bảo được nhân viên mai cứ 8 giờ, à quên 8 rưỡi 9 giờ gọi vào đấy cho nhân viên nó kiểm tra cho. Bộ này các chị lên nhanh vào đây cho em là 220 nhá. 220.000 là 40 cân đến 60 cân bộ này mặc thì. Em nói luôn bác nào mà chỗ các bác không lạnh thì đừng có mua, chả mua về không có cơ hội mặc đến đâu, ấm lắm, đẹp lắm luôn. Mê mẩn luôn. Lên vào đấy cho em là 220.000 nhá các chị nhá. Đấy, còn mấy bộ, 4 bộ à? Vâng, 4 bộ. 4 bộ cuối cùng các chị lấy, các chị lên là 220 chuẩn hàng VIP luôn. Chứ không phải là cái hàng rẻ tiền đâu nha các bà. Đấy, lên comment vào đấy cho em là 220 cho em luôn này. Một bộ của nó phải gọi là thôi rồi luôn các chị. Sướng lắm. Giống như cái bộ mà em mới thanh lý 255.000 đấy các bác. 255 với cả 265 đấy. Đây cho các chị em mình nốt 220. 220 cho chị Phan Tuyết một bộ. Lên comment cho em là 220 nhá. 220.000 cho các chị. To trả bá luôn cho các chị, mặc ấm lắm, sướng lắm luôn. Chị nào chưa chốt được các chị lên vào đấy cho em là 220. 3 bộ cuối cùng là hết hàng. Bộ này đừng đợi đến lúc em mà đã mặc lên thì không bao giờ các chị còn cơ hội để mua nữa đâu. Vậy quá như hôm nọ. 40 cân đến 60 cân vẫn mặc cho em ok luôn bác. 40 đến 60 cân bộ đấy vẫn đang mặc xinh cực. Đẹp lắm, ấm. Dứt cái lách luôn. Nhưng kiểu các chị mà to quá thì các chị mặc nó không được đẹp bằng.
những người người ta nho nhỏ. Chị nào mà lấy Paka, các chị vào, các chị vào bài đăng, các chị em mình comment nốt luôn nhá. Paka còn, để em xem nó còn được mấy cái nữa. 220 cho Vân kẹo một bộ. Paka là em còn Paka đen em áp ảnh đấy. Em còn 10, em còn lại 16 cái. Không còn toner, like này hỏi toner thế chị. Còn lại 16 cái Paka cuối cùng. Còn lại 6 cái size M, 4 cái XL và 5 cái size L là hết hàng. Đấy, chị nào lấy các chị vào, các chị comment Paka nhá. Paka trên bài em up gấp vào đấy em ơi. Chết rồi, sao đến giờ này lại buồn ngủ đấy nhở. Như sáng nay dậy sớm hay sao, sáng nay dậy sớm lên Ba Vì. Cho chị một mã cọc, cái mã đấy là mã. Đấy có mấy cái đấy. Phải cọc hay dài? Dài. Nào làm tí cho các chị em mình dài. Úi dồi ôi, đẹp kinh khủng vậy. Cho các chị em mình luôn nhé, thăm hàm giữ nhiệt hàng cao cấp nữa luôn. Ở đây đá cho các chị này. Cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn là A65 kèm theo màu cho chị luôn em ơi. A65 các chị kèm màu xanh, màu xanh, màu nâu với cả màu vàng cho em luôn nhé. Em lên 3 màu này, xanh, nâu, vàng luôn. 38, 39 đến dưới 60 cân mặc đẹp nhất. Úi dồi, đẹp kinh khủng luôn, được mấy cái? Được có mấy cái. 220 cho chị Nguyễn Ngọc Liễu một bộ rồi. 220 là mã bộ VIP. Bộ nỉ bông cao cấp. Cái này các chị lên nhanh luôn này. Lên luôn là A65 kèm theo nâu vàng với cả xanh. Úi dồi ôi các bác ơi, đẹp kinh khủng. A65 kèm màu đi, nâu vàng xanh. Mỗi màu có vài cái thôi nha các chị. Lên nhanh là A65 kèm màu ở đây cho em luôn này. Con này úi dồi ôi, đẹp kinh khủng luôn rồi ạ. 220 cho chị Tâm Minh nốt là hết luôn mã 220. A65 màu nâu cho Linh Yến. Xanh vàng cho chị Nguyễn Tâm. Màu nâu cho chị Dung Hoàng. Màu xanh cho Hòa Hoàng, nhắn tin chưa? Nhắn tin rồi nhưng mà chị cọc. Cho cọc đi thôi, Hòa Hoàng bao nhiêu mã Hòa Hoàng cọc luôn nhá. Kem ngày kem đêm muốn lấy cũng cọc, một quần áo đây cũng phải cọc luôn, đơn của Hòa Hoàng chưa? Linh Yến là có nâu rồi, Linh Yến ơi, xanh cho Ngọc Lan một cái. Vàng cho Nga Dương một cái. Màu vàng cho bác Đặng Thu Hà một cái. Đấy, còn chị nào chưa được các chị lên thì đẹp quá luôn. Màu vàng cho chị Mây Phúc một cái, hết vàng. Hết vàng nhá. Vàng của nó vàng ánh rêu siêu đẹp. Còn mỗi màu xanh với cả màu nâu thôi. Còn mỗi xanh với cả nâu là hết. Các chị xanh xanh min này. Chị Mây Phúc có rồi, hết vàng mất rồi mình ơi. Còn có mỗi màu nâu với cả màu xanh này, đẹp lắm luôn ấy. Trời đất ơi các chị. Về lại ngạc nhiên này, chả hiểu sao mua được cái áo có 65.000 nó đẹp đến nhường này luôn. Màu xanh cho Lê Thảo một cái. Lên comment vào đấy cho em màu xanh với cả màu nâu. Hai màu cho các chị em mình luôn ạ. Chị nào chưa chốt được các chị lên comment nhá. Lên là A65 có 65.000 thôi các chị ơi. 110 bán đây có 65. Hàng này các chị nhập buôn cho em cũng toàn đầu 9. Buôn đầu 9 luôn đấy các chị. Lê Thảo có rồi. Chết rồi, hơi bị nhũn người rồi. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Màu xanh cho heo đất một cái. Cho chị một mã xem quần nam còn mã nào còn ít cho chị nốt, chị bán tặng nốt luôn quần nam. Trong lúc tranh thủ chờ này cho chị luôn một mã khác. Lót lông. Một mã. Xanh cộng nâu cho chị Như Hoa. Ok, chị Như Hoa xanh cộng nâu của nhặt luôn đi, chả hết không biết. Rồi còn lại 2 xanh 4 nâu. Còn lại 2 xanh 4 nâu là hết nhá. Chị nào chưa được các chị lên comment đi, đẹp lắm. Ngoài đẹp hơn trên like nhiều luôn này. Mê cho các chị. Này em còn 2 xanh 4 nâu. Một dung dịch chống viêm được, ok chị Trang Đoàn. Chị nào lấy các chị lên comment vào đây cho em luôn nhá. A65 kèm màu. Nào cho chị con khoác lót lông. Khoác lót lông này cho các chị vào, các chị chốt luôn. A65 màu xanh cho chị Nguyễn Lan Hương. Là còn lại một xanh 4 nâu. Cái này các chị vào, các chị chốt nhanh nhé. 38 cân thì các chị em mình 55 cân, 55, 56 cân vẫn mặc ok luôn lót lông này. Em tặng cho 125.000.
lên comment vào đây một dung dịch chống viêm, ok chị Hà HDP. Comment cho em luôn là xanh 125 bán tặng luôn ạ. Bên trong lót lông này không đẹp thì nghỉ bán luôn nha các chị. Các chị em mình mua 270.000, các chị đừng so sánh giá. Đúng thật sự luôn, mua 270.000 đừng so sánh giá. Còn mẫu nhiệt nào nó em lên mấy nhiều phết rồi đấy bác. Lên comment vào đấy cho em luôn là xanh 125 em tặng cho 125.000 một cái. Đừng chị nào so sánh giá nhá. Lót lông luôn, mặc siêu ấm luôn và sướng. Lên vào đấy cho em là xanh 125. Cái vụ em bé kia không biết là đã xong chưa. Like lại không để ý được. Xanh 125 cho Thảo em có luôn một cái. Lót lông nha các chị nhá. Lên comment vào đấy cho em là xanh 125. 125.000 cho các chị em mình luôn này. Cái này đây các chị em mình tranh thủ, các chị vào đấy các chị chốt cho em 270 tặng 125. Lướt mã nhanh cho các chị luôn. Trên còn mã. Chưa thấy nhận được đâu. À đây vừa xong rồi, chị Thu Hoa nhận được rồi. Ok rồi. Nào một mã cho các bác. Các chị em mình thích lên cái gì nữa để em lên cho một mã nữa. Nốt cho chị luôn con. À đưa chị cái con áo khoác vừa nãy của chị định mặc, con xanh của chị ngoài kia đấy. Mang đây chị luôn. Xanh tăm nhung. Làm cái để kỷ niệm mã cuối. Con này vẫn cứ là chân này. Ôi em ơi, đây chuẩn mã của nó, mã này mã có túi mà. Nhìn kỹ cho chị xem nào. Kiểm tra đi. Chỉ cần lật lên mặt kia là được mà. Lật lên mặt này là nhìn thấy có túi không, đây là biết rồi đấy. Ui đẹp lắm luôn á. Kem đêm. Không không gì ạ, lấy cả kem này cả kem đêm mới được. Rồi xong, mã này các chị em mình mà chốt được là sướng. Không còn quần bò sai đại nó, mỗi mã đấy cho các bác mình thôi. Trời ơi các chị ơi mê mẩn nha. Heo ơi, đẹp lắm, con này còn có túi đây luôn cơ. 145 xả cho các chị em mình luôn. 99.000 đồng một cái. Được cho em xả luôn cho các chị luôn, 99.000. 99.000 nha các chị ơi, ui đẹp kinh khủng luôn. 99.000 này. Các chị chia sẻ live stream đi, miễn ship luôn nha. Đấy đây chị tặng luôn 99.000 miễn ship. Lên cho em là MC99. Nhớ nha, MC99 này miễn ship cho cách chia sẻ live stream. Em ơi đẹp kinh khủng luôn. Dây này về các chị dây, em ơi dây dài này cho chị cắt bớt dây. Comment vào đây cho em luôn là mã MC99 em tặng 99.000 miễn ship luôn. Kể cả 38, 39 cân đến 60 cân các chị muốn mặc cho em con này đều được hết luôn nha. Mê thật sự cho các chị luôn, 99.000 miễn ship luôn cho các bác luôn. 125 xanh ngọc hay xanh lá. Cái gì em? Ui em chịu, em dơ màu đấy chị. MC99 cho chị Đào Hằng này. À, em vừa chuyển khoản áo Paka 30. Ok Đào Hằng. Cái này các chị lên là MC99 nhá. 99.000 cho các chị nhau đẹp lắm luôn. Chuẩn chỉ của em hàng Quảng Châu luôn nha. Các chị không phải là hàng vơ vẩn đâu các bác ơi. Xanh 125 cho chị Tâm Minh kìa. MC99 cho chị Chi Nguyễn này. Cái gì? Xem nhận tiết là 1.k của chị đến. Nhận được rồi đấy chị ạ. Cho chị áo này đi cùng. Không đi được cùng đơn Paka rồi, đi cùng được thì em lại sướng quá. Đơn này chưa in bill ra Paka, nhân viên đóng rồi. MC99 cho chị Huyền Trang Bùi một cái, út hàng một cái. Lên cho em là MC99. Đáng ra 99.000 không miễn ship em vẫn bán bình thường. Đây 99.000 em gọi là kỷ niệm cho các chị miễn ship luôn, cho các bác mình luôn. Kể cả con này không miễn ship em xả 99.000 vẫn hết hàng. Em đã thích em bán tặng cho các chị em mình 99.000 miễn ship cuối live cho các bác mình xem được live stream. Bảo chốt nốt 4 đơn Paka nốt. Bảo vào chốt nốt trả lời luôn, đỡ phải in bill làm gì cho đỡ cách rách. Ồ, lấy 2 kem đêm không được? Có, 2 kem đêm cũng được, tặng 1 áo 2 kem ngày cũng được, hoặc là 1 ngày 1 đêm cũng đều được. Con bảo rồi mà.
Đấy, chị nào lấy các chị lên nốt cho em là MC99, má cuối 99.000 cho các chị em mình để nghỉ. Nay em cũng hơi mệt nên chắc là xin phép các chị em mình em nghỉ. Thì hôm nay em đi lại cũng nhiều. Vừa nãy vừa chạy long sòng sòng ngoài viện xong. Cho chị Nguyễn Tâm có luôn một cái. Ok chị Nguyễn Tâm này. Bán cho các chị em mình bèo bọt quá. Cái vàng đằng sau em kia là tay dài ấy cậu. Xanh 125 cho chị Lê Quỳnh Hoa là lót lông. Dài. Ok chị, đâu cho chị nốt dài à? Dài. Dài được đôi nốt. MC99 cho chị Trang Hà một cái. Con này đẹp quá luôn này. Chị nào nhanh tay được chậm tay nhá. Xanh 125 cho Ngọc Lan. Cái này, ui dồi ôi, chất này. Trong những cái dòng này sờ vào sướng thế này. 40 cân đến 60 cân cho em này. Cái này các chị nhá, tâm hàn giữ nhiệt. Cái này các chị lên cho em luôn là vàng 62. 62.000 vàng 60 luôn đi. Có mấy cái à? MC99 cho chị Nhã Chân một cái. Ok chị Nhã Chân này. Cái này các chị lên luôn cho em là vàng 60 đi. Đẹp quá thể luôn đi. Nhưng có mấy cái cho em định để vàng 62. Nhưng có mấy cái cho nốt vàng 60. Vàng 60 cho chị Mây Phúc một cái. Cho chị Hoàng Long một cái. Nguyễn Tâm một cái. Đặng Thu Hà một cái. Cho chị Nguyễn Huyền một cái. Hết rồi, cái đấy còn một cái nữa. Thế một cái đấy với cái này nữa là hai à? Vâng. Em còn hai cái, chị Như Hoa được ba cái thôi. Chị Như Hoa comment 3 nhưng chắc chỉ được hai thôi, còn cái nào nữa? Bên dưới cùng nữa. Dưới nữa, đấy. Ok, chị Như Hoa được ba cái, hết hàng luôn này. Chị Như Hoa được ba cái luôn nhá, hết luôn được các chị ơi, không còn. Vàng 60 em cho các chị em mình hết luôn, hết mất rồi. Hết vàng 60 rồi không còn nữa đâu. Hết luôn, không có còn nữa luôn các chị. Hết vàng 60 rồi. Con này giống con chị mặc đúng không? Vâng. Nhưng nó là cái mã gì? Mã quen. Không, nhưng vừa nãy lên nó chưa có mã, chưa lên mã này đâu đúng không? Cái này các chị lên cho em luôn là cà phê. Lên cho em là cà phê 59. Cà phê 59, mã này là giống mã đầu like em mặc luôn đây. Các chị nhìn cho em luôn này. Không cần quảng cáo thêm về em này. Quét quét chút xíu để cho các chị em mình tạo kiểu. Xem lại đầu like em mặc luôn đây các chị. Lên cho em luôn là cà phê 59 luôn đi. Được có mấy cái này cho nốt luôn cho các chị. Nó cũng là tâm hàn giữ nhiệt như là tay cộng. Lên giúp em là cà phê 59 nha. Cà phê 59, cà phê 59 cho các chị. Cà phê 59 em cho chị Đặng Thu Hà 1. Em cho bác Ngát Nguyễn 1. Đẹp lắm luôn. À em vừa mới nghe. Em thấy mọi người bảo em phải vào em xem. Cà phê 59 cho chị Nguyễn Lan Hương. Bác Ngát Nguyễn này như làm spa. Cà phê 59 cộng T123 cho chị Ngô Thị Sáu. Cà phê 59 cho chị Dung Hoàng. Phải chị Ngát Nguyễn này là làm spa triệt lông đấy không nhỉ? Đang muốn đi triệt lông cho chị Nam Vân có luôn cà phê 59. Phải bác Ngát Nguyễn này là làm spa với triệt lông không bác? Em đang muốn đi triệt lông. Đang muốn đi triệt lông đây. Chị nào lấy cà phê 59 còn một cái đúng không? Hai cái nữa là hết nhá. Chị nào chưa được các chị lên nốt là cà phê 59. Dứt cái like luôn cho các chị luôn, đẹp lắm. Dễ mặc. Áo em mặc là MC99, tức là má cuối 99.000 được miễn ship luôn đấy. Còn mấy cái này là tâm nhung cả hai mặt luôn cho các chị luôn nhá, sướng cực. Lúc nào em rảnh xuống chị triệt cho. Ui em muốn đi lắm nhưng mà chẳng. Tại vì rằng là em không có biết đi xe. Em không biết đi xe nên là thành ra là ngại đi xa. Bác cho em cái địa chỉ nhá. Lúc nào đi rủ Thảo đi. Thảo với Lan cũng đi triệt mà. Nhưng mà chưa có hết. Mấy chị em rủ nhau xuống. Chị nào chưa được các chị lên nốt vào đấy cho em luôn này. Đâu cho chị nốt quần nam nào. Hôm trước em vừa mới thấy Phương nhà em kể em mới biết đấy chứ. Hôm trước em thấy Phương nhà em kể thì em mới biết. Cho chị nốt quần nam này đi. Bảo chốt nốt là... Dạ vâng, ok bác Ngát Nguyễn nha. Em muốn triệt nách.
trước em đang triệt dở giang chân với cả tay ấy, xong rồi là lại bỏ dở xong rồi nó lại lên, nó lên xong em cạo nó cứng đơ à. Thế dạo này em dùng kem tẩy lông, nhưng cái kem tẩy lông thì nó không hết được, chỉ có mình phải đi triệt thôi. Định mua máy về ấy, nhưng mà mình không có tự làm được, em nhát lắm. Cái này em còn có hai size ML thôi, em bán nốt cho M này cho các chị em nào mình mua cho chồng cho con. Nói từ tầm khoảng độ 50 cân đến tầm độ 57 cân. Size L từ trên 57 đến tầm 63 cân cho em nốt luôn nhá. Em bán tặng nốt cái này, chị nào mua được thì các chị hoan hỉ. 99.000 một cái. Lên nốt cho em bán 185.000 cơ. Chứ nó không phải rẻ rúm gì đâu các chị. Lên cho em là Q99 kèm size M với cả L nhá. Hai size cho các chị, Q99 kèm size ML. Em bán nốt cho các bác mình luôn này. Q99 kèm size ML. L cho ụt đen một cái. Lên cho em là Q99 kèm size ML cho em luôn ạ. L em cho chị Nguyệt Ánh một cái. Hết luôn L. Hết luôn mất L rồi còn mỗi M thôi chị ơi. Nguyệt Ánh có L rồi, hiện tại em còn mỗi M là em hết. Mình lên là Q99 kèm M cho em còn mấy cái M này. Không còn L nữa luôn. Các chị toàn lấy L kìa. Sợ luôn, L comment nhiều dã man, còn có 3 cái M thôi. 3 cái M là em hết luôn này. Cho chị tiếp luôn một mã. Len nam chỗ góc thì cho chị ít luôn. Cái mã mà còn ít đấy, mang lúc đây bán tặng luôn cho mọi người. Lạnh quá. Càng đêm bây giờ càng buốt. Cái mã mà còn ít đấy cho nốt cho các chị luôn. Tắt cái kia đi, cái em mới lại. M cộng với xanh 125 cho chị Thu Ngân Nguyễn Thị. Ok bác Thu Ngân Nguyễn Thị này. Nào nốt luôn cho chị luôn này. Mấy cái này các chị lên nốt luôn cho em len nam này nhá. Các con này lại còn hàng được nhé. Cổ 5 phân đấy, nhìn kỹ cho chị ra nữa. Các lại còn được hàng bác. 45 cân đến 60 cân cho em nhá. 45 cân đến 60 cân cho em, chị nào mình mua cho chồng cho con được luôn này. Cho hiểu sao mà lại còn được 3 cái à? Vâng ạ. Đẹp lắm luôn, nếu các chị chuẩn chỉ hàng Quảng Châu luôn. Cổ 5 phân màu cũng đẹp luôn. Em bán tặng nốt luôn cho chị nào mình xem được livestream lúc này nhá. 130.000. Em bao các chị cả giá nhập vào luôn. Lên luôn cho em là mã rêu 130. Màu rêu đấy, 130.000 luôn. Màu này mặc quá sáng da và đẹp luôn. Nhưng cái này còn mỗi size từ tầm độ 45 cân đến tầm 58-60 thôi. Đẹp kinh khủng luôn các chị này. Lên nốt cho em là rêu 130 luôn đi. Lỗ lòi luôn này. 280-290 một cái. Em nói luôn là vì len nam hầu như các chị toàn mua tặng mua làm quà ấy. Nên em không bán cái loại nó vơ vẩn được đâu các chị. Về mất mặt ra comment ở đấy cho em luôn là rêu 130 luôn nhá. 130.000 cho các chị luôn này. Lên comment luôn để em nghĩ nha mọi người. Rêu 130, 130.000 cho các chị. Q99 size M cho chị Hòa Hoàng. Ok chị Hòa Hoàng. Lên cho em là rêu 130 ạ. Ôi chỉ còn 3 mét nữa là thêm mã quần nam. Quần nam có còn ở đâu chị Huyền Trang Bùi. Nam nó cứ lẻ tẻ mà. Đang ơi chị mua con gái như giờ. Được ok chị bỏ vào Nguyễn Ngọc Liễu lên. Chị nào chưa được các chị lên cho em là rêu 130. 130.000. Rêu 130 cho chị Đỗ Hạnh. Nó không có nhiều đâu, còn được 2 cái đấy mà chị nào lấy các chị lên comment luôn. Rêu 130 cho chị Nhã Chân. Còn một cái rêu 130 nữa là hết. Bác nào mình chưa được các bác lên comment luôn. MC99 cho chị Nhã Chân, áo khoác chị mặc luôn.
Em ơi, còn quần legging ghen bụng hết rồi đúng không? Legging em cháy rồi đấy các chị. Hiện tại để mà nói ở kho em chỉ còn mỗi ít quần bò với cả quần tomboy màu nâu tây là hết. Không còn cái gì nữa luôn. Hôm sau làm một bữa váy nữa cho các chị em mình nữa chắc là nghỉ. Rồi hết pin rồi em ơi. Xem máy đấy xem là comment nữa không để chị nghỉ nữa. Rêu 130 cho chị Phạm Bảo Hân là vừa hết hàng luôn đúng không? Ôi giời, sao bọn em ở dưới này mà bọn em để bắt mạng tận trên tầng. Ôi giời ơi các bà ơi, tôi chịu các bà. Vẫn đang trường giang tầng lửng. Thế mà vẫn loát được comment. Còn chị nào mình hỏi cái gì nữa không các bác? Để em nghỉ nhá. Có mọi người mình có các chị nào mình cần lấy thêm cái gì không? Hay thích mua thêm cái gì nữa không? Xem nếu như lên comment mà nó có ở đây luôn cái thì em lên luôn. Không để em nghỉ nha. Còn mấy cái set tắt lười cơ, cho mỗi chị set luôn nào. Cho luôn đi nhỉ. Em còn mấy set tắt lười này, chị nào lấy các chị lên luôn cho em. Lên luôn là T68. Đây này nó có hai set, nó còn có chị một màu không luôn này. Hai set nó có một màu này, các chị lên comment ở đây cho em luôn là T66. Đưa chị em ạ. Hai set mà nó chỉ có mỗi màu này thôi, một màu duy nhất luôn. Còn hai set nó có là mấy set nó có lẫn màu thì lên là T68. Em tặng cho 68.000 10 đôi tất lười. Đấy. Còn nếu như mà tất lấy nó một màu duy nhất này thì lên cho em luôn là T66. 66.000 10 đôi nó là tất lười đấy, đẹp lắm. Em toàn đi tất này mà. Đấy, chị nào lấy các chị lên comment đi. Xem mã G22 không, G22 không xem nữa, G22 lên rồi còn xem gì nữa. T68 cho chị Nguyễn Tâm. T66 cho chị Tâm Minh. T66 cho Phạm Thúy Vân, hết T66 nhé. Để riêng T66 này. Rồi hiện tại em chỉ còn T68, chị nào lấy lên T68 là lẫn màu. Chị nào lấy nữa các chị lên comment vào đấy cho em luôn này. T68 cho chị Dung Hoàng. Áo em mặc là MC99. MC99 tức là mã cuối 99.000. Nhưng các chị được miễn ship luôn đấy. 99.000 các chị được miễn ship luôn đấy. Cái mã mà giống như cái con màu vàng vừa nãy chị lên. Còn mấy cái màu ghi đâu, đưa chị lên nốt. Còn tâm hàn giữ nhiệt tay dài đấy, lên nốt cho các chị một mã. Không, không còn quần nam nữa đâu chị. Ừ, đẹp lắm luôn. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn này. Comment vào đây cho em luôn là mã 40 cân đến 60 cân vẫn đang mặc được cho em luôn nhé. Tâm hàn giữ nhiệt. Comment vào đây cho em luôn là ghi 61. 61.000. Đấy, các chị lên luôn cho em là ghi 61 là hết hàng luôn này. 40 cân ạ. Đến 60 cân cho em các chị vẫn đang mặc được tâm hàn giữ nhiệt nhé. Lên gió giúp em là ghi 61. Ghi 61 em cho chị Phạm Thúy Vân một cái. Ghi 61 cho bác Trang Hà một cái. Cho bác Mạnh Phan một cái. Lên giúp em là ghi 61. 61.000 đồng cho các chị. Ghi 61 em cho Út Hằng một cái. Chị nào chưa được lên comment cho em là ghi 61. Cho chị Tâm Minh một cái ghi 61. Cho chị Nam Vân một cái ghi 61. 61.000 nhá các chị nhá. Chị nào mình chưa được, chữ này của em chữ nổi luôn, rõ đẹp luôn ấy. Comment vào đấy cho em là ghi 6199 bán cho các chị có 61.000.
Chị nào lấy nữa không? Các chị lên nốt là ghi 61 nhá. Trời em nghỉ là không chốt được nữa đâu nè. Này em ơi. Áo brazen đấy là faren đấy là mã. Áo răng mặc có giống áo. Áo giống MC99 đấy màu khác. Không chị ơi. Em lên có màu à. Đây con này chị lên là A76 đúng không? A76 hay A78? A76 kèm theo màu đen với cả là màu hồng. Con này thì em mặc like suốt rồi. Mai mà em like là em lại mặc vì em để lại nhiều lắm luôn ấy. Mặc thích lắm. 40 cân đến 65 cân cơ. Dày dặn đẹp gọi là sướng luôn. Lên vào đấy cho em luôn là mã A76 kèm theo màu. Màu đen với cả màu hồng nhá. Xuất sắc. Đấy, chị nào chưa được các chị lên comment luôn. Rồi em nghỉ nha mọi người ơi. Cảm ơn các chị nhiều nhá. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Bye bye mọi người. Ôi em nghỉ đây các chị ơi. Mệt quá rồi. Bye bye các chị nha. Chúc các chị em mình ngủ ngon.